Sáng ngày 15 tháng 8 năm 1980, tôi dẫn 5 chiến sĩ cùng với khẩu cối 82 do trung đoàn tăng cường, đi cùng một trung đội của C1 vào thay chốt. Cùng đi có 18 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc trung đoàn. Số anh em này có nhiệm vụ gùi lương thực, nhu yếu phẩm, đạn dược vào cho anh em trong chốt, trong Tà Pát và lấy thương binh tử sĩ trong đó ra. Trên đường cắt rừng đi vào, chúng tôi liên tục gặp dấu vết hoạt động của bọn Pol Pot, những vệt đường mòn, những điểm nghỉ. Anh em trinh sát đi trước dẫn đường còn phát hiện và dò gỡ được 2 quả mìn KP2 gài vướng nổ. Chúng tôi thầm hiểu, kiểu gì sớm muộn thì bọn Pol Pot cũng sẽ nhổ nốt số chốt còn lại của D1 trong Tà Pát. Vào mùa khô tới, đến chiều muộn, chúng tôi mới bắt được liên lạc với chốt C2 và sau đó lên đỉnh an toàn. 6 hôm sau, số anh em được thay và khối trực thuộc mang theo thương tự mới tổ chức rút ra. Ban chỉ huy cao nhất trong Tà Pát lúc này có anh Hóa, chính trị viên phó tiểu đoàn, Vinh Đen, C trưởng C2 và tôi. Chúng tôi cùng cậu thông tin 2 Oát kiêm liên lạc ở trong nhà hầm ban chỉ huy C2 cũ. Trên đỉnh chốt cao này còn có một trung đội bộ binh của C2, chỉ huy C1, C trưởng Nguyễn Ngọc Ngân ở với một trung đội của đại đội mình chốt tại mỏm thứ 2 lưng chừng cao điểm, án ngữ hướng chính, con đường mòn từ suối nước lên. Tại đây chúng tôi bố trí một khẩu 12 ly 7 cùng 5 chiến sĩ của đại đội 4 cách một con suối nhỏ bên mỏm dê bộ C4 cũ. Bố trí một khẩu đội cối 82 của E tăng cường và một trung đội bộ binh của C1. Đỉnh đồi tròn C4 cũ có một trung đội bộ binh. Toàn bộ lực lượng bên đó do đại đội phó C1 Nguyễn Quang Tạo chỉ huy. Chiều hôm sau, anh Hóa dẫn đoàn cán bộ chúng tôi sang khu chốt của dê bộ C4 để kiểm tra. Kể từ cuối tháng 3 cho đến nay, sau hơn 4 tháng, tôi mới trở lại bãi bằng Tà Pát, cả một vùng u ám, tan hoang, cây cối xác xơ vì hỏa lực của bọn Pol Pot liên tục, thường xuyên bắn vào. Anh em cán bộ, chiến sĩ, cả số mới vào thay, nhất là số cũ trong này đều xanh xao, bùng beo, lóp ngóp nằm ngồi trong mấy căn nhà hầm, nửa nổi nửa chìm, chật chội và ẩm ướt. Tôi đứng lặng sau hầm ban chỉ huy C4 cũ. Tôi nhìn xuống khu bãi bằng phía dưới và khu vực chốt của C1 cũ, nơi hiện tại bọn Pol Pot thường xuyên đặt DKZ, cối 82 và dùng B40, B41 từ đó bắn lên. Cự ly chỉ ngót 1000 mét, lên đây là nơi hứng chịu hỏa lực bắn vào dày đặc nhất. Tiếng súng bất chợt nổ ran, tiếng nổ của đạn B ùng ầm hướng chốt đồi tròn. Ở trong này chuyện đó diễn ra thường xuyên như cơm bữa, đến nỗi hôm nào Pol Pot không tập kích thì hôm đó mới có chuyện. Chúng tôi nghe tiếng phành phạch của máy bay trực thăng hướng đường biên, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, vì đã lâu rồi các đơn vị ở đây bị bó cứng trên chốt, một phần do mìn, một phần do không đủ lực lượng để mà tổ chức đi ra ngoài. Đã cuối mùa mưa, suốt ngày suốt đêm nghe tiếng mưa rơi buồn chán đến ải mục lòng người. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà hầm và mấy chục mét vuông ở quanh đỉnh chốt. Tôi mới vào đây có 5 ngày mà đã thấy có đến 2 lần Pol Pot vào tận sát chốt lưng chừng C2 gai mìn trên đường mòn lối xuống bến nước. May mà anh em luôn cảnh giác nên đã phát hiện và gỡ ngay được. Ngày 22 tháng 8, tôi nhận được lệnh phân công ở lại trực chỉ huy, đồng thời cùng cậu thông tin 2 Oát sửa lại nhà hầm, gác thêm đà, đề phòng đạn cầu vồng. Anh Hóa và Vinh Đen cùng Ngân C trưởng C1 sang chốt dê bộ C4 họp với anh em bên đó để xử lý vụ cậu Dương, trung đội trưởng, có dấu hiệu tự thương. Đến hơn 10 giờ, Pol Pot từ bãi bằng bắn lên. Một quả B41 nổ sát đoạn hào sau hầm chỉ huy C4 cũ, khiến cậu Tính, lính 78, người Bình Định đứng gần đó, dính 2 mảnh to vào ngực và hy sinh. Bên chốt của C2 có địa thế cao hơn. Tôi quan sát, nhìn rõ đụm khói dưới bãi bằng, lên lập tức cho anh em bắn mấy quả B41 xuống đó. Một quả được phóng đi. Đến quả thứ 2, sau tiếng tạch cò điểm hỏa, quả đạn lư lư thò ra thụt vào, rồi bùng tóe ra phần ngoài bầu thân súng. Mảnh nòng xé toác văng cả vào gióng chân cậu xạ thủ. Quả đạn phóng đi, rớt ngay dưới chân, chốt nổ cái rầm. Bọn tôi đứng sát gần, được một phen sợ xanh mặt. Nguyên nhân là mưa nhiều, liều phóng hydrocellulo bị ẩm. liều phóng cối 82 của chúng tôi thỉnh thoảng cũng bị như vậy. Anh em mang xác tính về chốt C2, lúc đó mới niệm, rồi cho vào túi ni lông, xong đặt vào võng bó lại, rồi treo trên bờ hào, ngay đầu nhà hầm ban chỉ huy chúng tôi. Anh Hóa dùng 2W điện về tiểu đoàn báo cáo tình hình. Theo hợp đồng, ngày hôm sau, trên này chúng tôi khênh tử sĩ và đưa thương binh xuống tới khu bãi bằng thì sẽ bắt liên lạc với anh em bên ngoài và giao nhận. Nhưng đến tận 5 ngày sau, 3 lần cáng xuống rồi lại mang lên, thay đến mấy lần tăng ni lông bọc ngoài. Thậm chí anh Hóa còn điện về dọa chôn xác trong này vì quá nặng mùi. Phía sau mới soi được đường và đến chốt. Nhìn cảnh 21 người lính, chủ yếu là xe vận tải E, do 3 trinh sát D dẫn đường, tơi tả bê bết bùn đất, lóp ngóp đến sẩm tối mới lên đến đỉnh chốt an toàn, khiến chúng tôi nhìn mà mừng rơi nước mắt. Bộ đội ốm la liệt, cả y tá cứu thương cũng thi nhau ốm, đến không ngóc đầu dậy nổi. Không còn từ nào để diễn tả hết cảnh khốn khó của chúng tôi lúc này ở đây. Gạo trong kho thì mốc xanh mốc đỏ, đầy sạn và phân chuột. Anh nuôi nấu cơm chung cho toàn đơn vị. Khi vo gạo không dám bóp mạnh vì sợ gạo mục tan hết ra thành nước. Thức ăn thì các nhà hầm tự lo lấy. Thực phẩm căn cứ định lượng tiêu chuẩn, quản lý cấp một lần 1/2 tháng. Ba chỉ huy chúng tôi được cấp một lon thịt bò xay 200g, một hộp cá 400g, còn lại anh em tự kiếm lấy. Lúc thì một vài mụn măng, lúc thì nắm môn thục, cậu liên lạc kiếm được hoặc anh em các hầm khác cho. Hôm anh em phía sau mang xác cậu Tính ra, tiểu đoàn có ưu ái gửi thêm cho chúng tôi 1/2 con cá ngừ khô tầm 8 lạng. Anh Hóa ngồi tỉ mẩn lọc lấy thịt để riêng, còn phần xương và vây anh cho thêm muối, ninh nhừ, chắt được khoảng hơn 2 lít nước mắm để ăn dần. Có câu nói nổi tiếng của anh Hóa lúc đó tôi còn nhớ mãi: thà chấp nhận bụng hư còn hơn để nước mắm thừa. Bao nhiêu nước mắm ăn thừa anh hòa với nước muối rồi uống sạch. Anh Hóa ốm, tôi ốm, rồi đến lượt Vinh Đen cũng ốm. Ba anh em cứ động viên nhau, cố mà nuốt hết cho 2 bát cơm gạo mục để mà sống. Bi quan đến độ có lần anh Hóa buột miệng đùa. Anh Hóa rất hay đùa vui cho quên đi nỗi cực khổ: hay là tao với mày ủ té sang Thái Lan đi, để mẹ sống khổ không bằng chết. Anh Hóa người Hải Dương, nhập ngũ năm 70, là con một trong nhà. Có ông bố lúc đó là phó tư lệnh hậu cần quân chủng phòng không không quân. Sau này khi D1 rút hết ra Sam Lốt một thời gian ngắn thì anh được điều lên phòng tham mưu sư đoàn 309, rồi tiếp tục được chuyển vùng ra Bắc về công tác tại quân khu thủ đô. Còn Vinh Đen nhập ngũ năm 1972, đầu năm 1981 từ Sam Lốt, Vinh cùng tôi đi phép. Vinh ta về nhà mới đi tìm và cưới được vợ, chở mãi đến khi bụng vợ lùm lùm chắc ăn mới trả phép về lại đơn vị. Khi đó đã trễ phép có 317 ngày. Thế mà đơn vị đã cắt quân số, lên bị loại ngũ đuổi về luôn. Chẳng được chế độ gì, vẫn điệu cười và giọng nói đủng địch, đếch cần. Thế là Vinh khoác ba lô bắt tay anh em về luôn. Sau anh em ban cán bộ sư đoàn cố dàn xếp mãi, Vinh mới được chế độ phục viên. Đến nay thực tình khi ngồi ngẫm lại, tôi thấy nội việc này anh em mình dám trả phép dấn thân trở lại chiến trường, nơi bom đạn sống chết không biết đâu mà lường, gian khổ thiếu thốn đến độ tột cùng, thì dẫu có phép bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đi nữa cũng đã là dũng cảm lắm rồi, đáng được thưởng huân chương lắm. Nhưng kỷ luật quân đội vẫn là kỷ luật quân đội. Riêng tôi cũng trễ phép có 6 tháng, ít hơn Vinh nên hình như bị cảnh cáo thì phải. Mưa rầm rề suốt đêm, dường như sắp đến mùa khô nên ông trời còn ít nước nào thì trút hết đi thì phải. Chỉ có con suối nhỏ chảy từ mỏ Hồng Ngọc ra, chia cắt chốt C2 với chốt dê bộ C4, mà thỉnh thoảng lại trở thành dòng sông lớn, nước chảy như thác lũ. Chúng tôi khổ đã đành, chắc bọn Pol Pot cũng khổ, nên sau ngày 3 tháng 9, chúng tập kích quyết liệt vào chốt đồi tròn liên tục, từ sáng đến đêm, tổng cộng 22 lần, rồi im lặng, cho đến tận ngày 10 tháng 9, chúng mới tập kích lại. Hôm đó trên chốt C2 của chúng tôi, bọn Pol Pot cũng mò vào tập kích khu vực đặt khẩu 1207. Có điều lạ là trên đỉnh chốt C2, từ khi D1 vào Tà Pát cho đến nay chưa lần nào Pol Pot vào tập kích. Không hẳn điểm cao này địa hình hiểm trở, Mà có lẽ chính vì những bãi mìn dày đặc hai bên sườn, nhất là từ hướng Sangke lên, bọn Pol Pot đã vào, bị dính nên chúng không dám vào nữa. Đêm ngày 15 tháng 9, tầm 3 giờ sáng, bên hướng chốt đồi tròn chợt rộ lên tiếng súng. Linh cảm có chuyện, chúng tôi cùng ra hết cửa hầm, đứng nhìn sang. Từng quầng sáng bừng lên của đạn B, tiếng hàng tràng dài liên thanh của khẩu đại liên M60 đuôi cá, tiếng lựu đạn. Một lúc sau, chúng tôi liên lạc được với chỉ huy cụm chốt bên đó. Tiếng cậu Tạo bình tĩnh báo về, có nhiều khả năng Pol Pot đã lên được chốt đồi tròn. Lúc này tiếng súng đã im. Chúng tôi ruột gan như lửa đốt, cùng nhau dự đoán tình hình. Riêng tôi tin rằng Pol Pot chưa thể làm được chủ chốt. Địa hình bên đó tôi rất rõ, vì khi bố trí cho bên một chốt, tôi đã từng đi địa hình rộng ra khắp xung quanh, nên rất hiểu. Hướng chính diện là một roi yên ngựa dốc thoai thoải, về phía trước hầm hơn 1 km thì tới chốt C3. Khi C3 rút đi, anh em đã chủ động bố phòng dây đặc mìn. Hai bên dốc đứng cũng được gài nhiều mìn các loại. Còn phía sau cách 800 m là chốt của dây bộ C4. Pol Pot không dại gì lên bằng hướng này để đánh lên. Trên đỉnh chốt tôi cho anh em xây dựng 3 ổ chiến đấu theo thế chân kiềng. Ổ cách ổ khoảng 20 m, mỗi ổ gồm một nhà hầm nửa nổi nửa chìm. Tiếp liền là căn hầm chữ A, rồi đến đoạn hào dài chừng 10 m dẫn ra vọng gác. Các ổ chiến đấu dường như độc lập với nhau vì không có đường giao thông hào kết nối, song sẵn sàng hỗ trợ cho nhau. Ban ngày còn ban đêm, địch vào khu vực nào, khu vực đó độc lập chiến đấu. Đến 5 giờ sáng, đại đội phó Tạo báo về, có một chiến sĩ bật chốt chạy thoát ra rừng, vừa về đến hầm của Tạo. Đến 6 giờ, Tạo lại báo về, anh em trên chốt đã kiểm soát được tình hình, và Tạo đang tổ chức lực lượng dưới này để lên. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhất là tin Pol Pot đã chiếm được một ổ chiến đấu của ta, nhưng chúng không dám phát triển tiếp, mà rút ngay. Có lẽ chúng hơi bất ngờ khi thấy anh em mình không phản ứng lại. 3 chiến sĩ của ổ chiến đấu này không ai bị thương, vì tất cả đều kịp bung ra rừng thoát chết. 1 giờ chiều, tất cả chỉ huy của chúng tôi đều có mặt bên chốt dê bộ C4. Sau khi dành 1 tiếng rưỡi đi kiểm tra thực tế trên chốt đồi tròn, rồi về để nghe báo cáo chi tiết sự việc, chúng tôi kết luận. Về địch, đây là lần đầu tiên chúng áp dụng chiến thuật đặc công. Sau nhiều ngày dò gỡ mìn, chúng đã bí mật tạo được cửa mở ngay hướng chính diện, đột nhập vào mà trước đó toàn bộ hành động chuẩn bị của chúng, anh em ta đều không phát hiện được. Đúng phiên gác của cậu Hòa, trung đội phó người Nghệ An, lính 76. Trăng thượng tuần mờ ảo, trời vẫn mưa rả rích. Khi phát hiện tên Pol Pot thì nó đã vào gần đến mép hào. Hòa đờ tay, không cả bóp nổi điểm hỏa quả mìn Claymore. Khẩu đại liên M60 để bên cạnh cũng không kịp bóp cỏ. Hòa theo đường hào chạy thụt vào nhà hầm. May mà còn đánh kịp thức 2 đồng đội đang nằm ngủ trên sạp. Vơ vội khẩu AK vọt ngay ra rừng. Toán Pol Pot chiếm được hào, vọng gác, ném lựu đạn phá sập hầm chữ A, nhà hầm và dùng B40, B41 cùng khẩu M60 bắn lung tung một chập rồi rút. Ta mất một khẩu M60, một khẩu AK, một khẩu B40 bị phá hủy, một nhà hầm bị đánh sập. Anh Hóa không gay gắt, giọng nhỏ nhẹ. Anh yêu cầu chỉ huy C1 khẩn trương cho củng cố xây dựng lại nhà hầm công sự, bố trí thêm vật cản, điều chỉnh tăng cường thêm vũ khí đạn dược, đưa C phó Tạo trực tiếp lên chốt đồi tròn. C trưởng Ngân sang chỉ huy cụm dê bộ C4, hết sức chú ý động viên tư tưởng cho anh em, không để bộ đội dao động sợ hãi. Thực tình cuộc sống quá căng thẳng, kham khổ, ác liệt suốt ngày. 3 người ôm một ổ chiến đấu, ôm một vọng gác, ốm sốt đến 39-40 độ, cũng không có người thay thế. Mịt mùng tút lút tận sát biên giới, anh em đã có cảm giác đường cùng, muốn tồn tại thì phải cố kết nhau lại để chiến đấu, để mà nuôi hy vọng sống. Về đến hầm chỉ huy, anh Hóa nói ngay. Chúng ta vốn đều là lính đặc công, nếu đúng bài bản, điều nghiên, tiền nhập tối, thì toàn bộ chốt ở đồi tròn chỉ cần 15 phút là sạch. Mà trước sau gì thì Pol Pot sẽ làm như vậy. Toàn bộ sự việc anh Hóa báo cáo về sở chỉ huy tiểu đoàn bằng máy 2W. Sau cùng anh Hóa thẳng thắn đề xuất ý kiến cho rút toàn bộ lực lượng còn lại trong Tà Pát ra ngầm cây xoài trước mùa khô để tránh bị tiêu diệt. 4 ngày sau, chúng tôi nhận được lệnh bỏ chốt dê bộ C4, bỏ chốt đồi tròn, rút về chốt C2 và chuẩn bị thay quân. Số ở lại chốt C2 đến tận ngày 15 tháng 10 mới được lệnh bỏ chốt, rút hết ra ngầm cây xoài. Như vậy, cho đến giữa tháng 10, toàn bộ vùng Tà Pát, Mỏ Hồng Ngọc, Pol Pot đã làm chủ. Kể từ ngày 25 tháng 12 năm 1979, ngày D1 hành quân vào Tà Pát thay cho D7 E266, đến ngày 15 tháng 10 năm 1980 phải bỏ Tà Pát, rút hết ra ngầm cây xoài, rồi đến ngày 2 tháng 11 bỏ tiếp ngầm cây xoài, rút hoàn toàn ra Sam Lốt. Gần một năm trời, D1 bị Pol Pot, Mìn và sốt rét đánh cho tơi tả. Quân số toàn tiểu đoàn chỉ còn ngót 130 người. Chúng tôi giữ được Tà Pát trong từng ấy ngày tháng, quả là một kỳ tích. Về sau, khi tôi lên công tác trên sư đoàn, có điều kiện trực tiếp đi nhiều nơi, nhiều đơn vị, từ Pai Lin đến Pua Sát, Lovia, Nam Sấp, Oda, Camelai. Quả tình chưa thấy nơi nào gian khổ ác liệt hơn vùng Tà Xanh, Sam Lốt, Tà Pát. Chúng tôi không tự đánh giá quá cao mình, nhưng theo nhận xét của nguyên sư đoàn trưởng sư 309, nguyên phó tư lệnh mặt trận 479, đại tá Nguyễn Văn Hồng, ông viết trong cuốn tập ký Cuộc chiến tranh bắt buộc, tuy nằm trong đội hình sư đoàn nhưng do địa hình phức tạp và cách trở bởi con sông Sangke lại quá xa sư đoàn, nên trung đoàn bộ binh 250 như một đơn vị độc lập. Phải công nhận rằng trên toàn bộ chiến trường do mặt trận 479 đảm nhận thì khu vực Tà Xanh, Sam Lốt và Nam Sấp, Camelai là những nơi có địa hình khó khăn nhất, thời tiết khắc nghiệt và kẻ thù nham hiểm nhất. Trong hai khu vực này thì Tà Xanh, Sam Lốt lại là nơi khó khăn, phức tạp hơn cả. Như vậy là đủ hiểu. Hơn nữa, tiểu đoàn 1 lại là đơn vị xa trung đoàn nhất, trực tiếp đối đầu với các đơn vị của hai sư đoàn 415 và 221 của Pol Pot. Chúng tôi không biết có làm được chức năng kìm chân để tạo điều kiện cho các đơn vị khác đánh tiêu diệt các sư đoàn Pol Pot để triệt phá hành lang vận chuyển, hoặc có làm được điều gì đó trong toàn bộ ý đồ chiến lược bố trí đội hình, sử dụng lực lượng khóa chặt biên giới của tư lệnh mặt trận 479 hay không. Điều đó tôi không biết. Chỉ có một điều, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ Tà Pát, Mỏ Hồng Ngọc, một trong những khu vực ác liệt nhất của mặt trận 479, và có lẽ cũng là toàn chiến trường Campuchia này. Ở sư đoàn 309 có câu về: đánh 31, chốt 812, chạy dài 96, đổ máu 250, chính là máu của đồng đội tôi đã đổ xuống nơi đây. Tiểu đoàn 1 rút ra Sam Lốt đã được 20 ngày. Tình hình khá yên tĩnh. Bộ đội sau một thời gian dài gian khổ, thiếu thốn kiệt quệ trong Tà Pát đã được cây trái bạt ngàn cùng vô vàn muông thú trong những vườn cây ăn trái giờ đã trở thành rừng hoang của Sam Lốt rừng tặng, đủ các loại trái cây mùa nào thức ấy: chuối, mít, sầu riêng, dừa, vú sữa. Anh em lôi về chất đầy nóc nhà hầm, ăn thỏa thích. Các đại đội bí mật quy ước khoanh từng khu vực riêng để gài mìn. Mìn lọ mực của quân khu 7, mìn bom Z2, anh em thường gọi vui là bom giết heo, nhận về thì chủ yếu được dùng đi gài bẫy thú. 2-3 tối lại có một con thú dính, khi thì lợn, lúc thì mang, nhím. Sức khỏe cán bộ chiến sĩ đã dần được cải thiện. Cùng thời gian này, tôi quyết định chỉ huy anh em không được chủ quan, tích cực khẩn trương hoàn thành nhà hầm, công sự, hầm pháo, hào giao thông và phát quang, thiết lập vật cản, hình thành trận địa phòng ngự. Đại đội 4 chốt cách dê bộ chừng 600 m, ven đường về phía An Đông và cùng dê bộ ở vùng trung tâm ngã ba Sam Lốt. Đại đội 1 bố trí đội hình sau một con suối nhỏ chảy từ đông sang tây, đổ vào sông Sangke. Con suối nông hẹp, đôi bờ chỗ thì dày đặc tre gai, chỗ thì có những vườn chuối, vườn đu đủ, cau dừa xen kẽ, khoảng vài ruộng hoang, cỏ mọc dại tùm. Vị trí C1 cách dê bộ C4 1.200 m, án ngữ con đường từ Tà Pát ra, được chỉ huy tiểu đoàn xác định là đơn vị phòng ngự hướng chủ yếu, nên anh em cũng đã tranh thủ từng ngày để hoàn thiện hầm hào, ụ chiến đấu, công sự phòng ngự. Đại đội 3 cũng bố trí đội hình hai bên đường ven một con suối nhỏ. Toàn bộ khu vực này chủ yếu là đầy tre gai, cách trung tâm Sam Lốt chừng 1.400 m và cách cây cầu sắt bắc qua dòng Sangke hướng đi ra đường 10 chừng 2 km. Cây cầu này đã bị đánh sập. Tháng 11 năm 2016, tôi có dịp vào thăm lại nơi này. Con đường này đã được Trung Quốc rót vốn đầu tư, mở rộng trải nhựa. Cây cầu sắt cũ không còn dấu vết và được thay bằng cây cầu mới, bằng hệ thống bê tông rất hiện đại. Xung quanh vẫn thấy có biểu hiện cắm cảnh báo còn mìn. Đây là địa bàn hết sức phức tạp về mìn. Có thể nói xung quanh C3, mìn gai không biết đâu mà lần. Chiến sĩ đầu tiên của D1 khi tới vùng này bị mìn hy sinh cũng chính tại đây. Các đơn vị của ta trước chốt ở đây, thi nhau gài mìn, rồi cứ thế bỏ đấy mà rút đi. Tứ tung cả, vướng nổ, đạp nổ, đủ các loại mìn. Nhưng nhiều nhất vẫn là mìn KP2. Nên hầu như chẳng có mấy ngày không có tiếng mìn nổ. Có một con hổ rất lớn mò vào, bị dính liền 2 quả KP2. Anh em C3 phát hiện được, phải huy động cả đại đội, tiến hành dò gỡ mìn quyết liệt, mới lôi được nó vào trong đơn vị. Bữa đó chúng tôi mới biết được thế nào là thịt hổ. Đại đội 2 bố trí đội hình đứng chân đoạn giữa Sam Lốt và C18. Trên cung đường từ Sam Lốt về An Đông, C2 là lực lượng cơ động, đồng thời đảm nhiệm luôn có một trung đội chốt trên đỉnh cao điểm 307. Đây là một trong những mỏm cao nhất của dãy núi vòng cung, phía nam kéo dài từ Tức Sóc qua An Đông, sang Sam Lốt để tạo lên thung lũng Sam Lốt màu mỡ, Chu Phú. Dãy núi này chấm hết bằng đỉnh 307. Tiếp đến là bình địa trải dài thoai thoải đến bờ sông Sangke. Đỉnh 307 cách đại đội tôi 2 km đường chim bay thẳng về hướng nam, bắt đầu từ C4, con đường mòn len lỏi trong rừng cây ăn trái, rồi ra đến vạt rừng thưa, mới đến dòng suối nhỏ chảy dưới chân cao điểm. Đây chính là dòng suối chảy về hướng tây, ngang qua phía trước C1. Như trên tôi đã nói, C2 luôn có một trung đội tăng cường, thời kỳ này khoảng 9 người chốt trên đỉnh. Vào mùa khô, cứ 3 tuần một lần, toàn dê tập trung lực lượng, tổ chức gùi nước lên chốt cho anh em. Vào lúc đó, anh em trên chốt mới được dịp xuống suối tắm giặt, hoặc C2 tổ chức thay quân. Việc tiếp nước lên chốt 307 trong thời kỳ D1 trấn giữ Sam Lốt 1 năm rưỡi đã phải đổi bằng sinh mạng của cả chục cán bộ chiến sĩ. Chính cậu Trúc, tài vụ, tiểu đoàn dính mìn hy sinh khi làm nhiệm vụ này. Tôi nhớ mãi trận Pol Pot phục đoàn tiếp nước của ta ngày 24 tháng 12 năm 1980. Hôm đó như thường lệ, đoàn gùi nước xuất phát từ C4. Chúng tôi cử 5 chiến sĩ, súng đạn sẵn sàng chiến đấu, đi trước làm nhiệm vụ thông đường và bắt liên lạc với toán chốt đi xuống. Nhưng hôm đó trong 5 anh em này, có 2 đồng chí là tân binh mới được bổ sung vào đơn vị. Chập tối hôm trước, thì ngay sáng hôm sau, được đại đội 3 cử đi làm nhiệm vụ ngay. Chờ số anh em này đi được 15 phút. Lúc đó đoàn gùi nước với súng đạn và can 20 lít khoảng hơn 30 người do C trưởng C3 Lê Đình Giáo chỉ huy xuất phát. 5 chiến sĩ đi trước mới từ bến ngược lên sườn rông, lên chốt được chừng khoảng 400 m thì lọt vào ổ phục của Pol Pot. Chúng đồng loạt giật mìn, nổ súng rồi nhào ra bắn tảo trừ thu vũ khí. Lúc đó tầm 9 giờ 30 phút. Ở ban chỉ huy đại đội, tôi nghe tiếng mìn, tiếng súng nổ dầm trời, biết đã bị phục. Tôi vội hét lên, cậu Tiến bê trưởng cối 82 lập tức thả gấp 5 quả đạn cối theo phương án chi viện đã lập sẵn, rồi kéo theo 3 chiến sĩ vận động nhanh lên hướng 307. Khi gần tới bến lấy nước, thấy anh em đang nháo nhác dồn cụm lại sau mấy gốc cây ụ mối. Lúc này trận địa mới im tiếng súng được một lúc. Tôi trao đổi nhanh với anh Giáo cùng anh Toán, anh Huệ, chính trị viên tiểu đoàn vừa đến, rồi tổ chức cho bám nhanh lên khu vực đường mòn Pol Pot phục. Sức nổ của các loại mìn DH-10, mìn KP-2 khiến cả một vạt rừng xơ xác cho bụi, cây lá tả tơi, mùi thuốc nổ, mùi thuốc súng khét lẹt, máu, thịt tanh nồng. 3 chiến sĩ nằm rải rác cách nhau trên dưới 10 m, chết ngay tại chỗ. Một bị thương nặng cố bò vào rừng cách đường khoảng 8 m, bị chúng xả súng bắn tảo trừ. Loạt đạn phá tan đầu cậu lính mới tội nghiệp, cả một bộ óc vọt hết ra ngoài. Tôi phải cho anh em kéo ngược cái áo đẫm máu của cậu lính để trùm kín phần đầu trước khi đưa vào võng khênh về cho đỡ khủng khiếp. Cậu lính mới còn lại duy nhất thoát chết nhưng đến hơn một tiếng đồng hồ sau, anh em mới tìm thấy và giúp chui ra từ bụi tre gai kín đặc. Câu đầu tiên cậu lính run cầm cập nói: "Không hiểu sao em lại lọt được vào tận trong." Khi tiểu đoàn 1 rút ra Sam Lốt thì lúc này đội hình trung đoàn 250 gần như nằm hàng ngang trên trục đường từ Tà Xanh đi Sam Lốt, củng cố thành cụm điểm tựa, khu vực phòng ngự. Các đơn vị của sư đoàn 341 lúc này mới rút hết ra khỏi khu vực này. Và chính lúc này tôi mới lờ mờ đoán biết được vì sao Pol Pot không dám tập trung đánh tiêu diệt D1 trong Tà Pát, mà chỉ bu bám tập kích bức rút. Trong khi lực lượng Pol Pot ở đây khá đông và được trang bị mạnh, sư đoàn 341 là một sư đoàn chủ lực thiện chiến của quân đoàn 4. Họ như con ngáo ộp đứng ở phía sau cho E250 thời gian vừa qua. Đến khi sư đoàn 341 rút hết về nước được gần một tháng, thì lúc đó lực lượng Pol Pot ở đây mới tổng công kích, đồng loạt đánh vào tuyến phòng ngự của trung đoàn 250. Hoạt động tác chiến chính của chúng tôi lúc này vẫn là phòng ngự là chủ yếu. Cho đến cuối tháng 12 năm 80, tiểu đoàn mới được bổ sung đợt tân binh đầu tiên. Anh em là người thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An, nhưng số lượng tân binh rất ít, mỗi đại đội không quá 10 người. Lúc này chúng tôi mới có lực lượng để tổ chức bung ra lùng sục, quản lý địa bàn, tìm và phát hiện đường mòn, hành lang Pol Pot đi để tổ chức phục kích đánh lại chúng. Có hai trận phục quan trọng đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện tình hình khu vực Sam Lốt. Đó là trận phục của đại đội 18, 1207 do C phó bảng người Hà Tây chỉ huy. Trận phục này đã tiêu diệt toàn bộ Pol Pot gồm 10 tên. Đây là toán Pol Pot chuyên đi vào phục chúng tôi trên đoạn đường từ C2 tới C18, và trận phục của đại đội 1 do chính trị viên Chu chỉ huy đã tiêu diệt tại chỗ 8 tên cách 1,5 km. Ngày trước đại đội 1, cả hai trận phục, khi anh em xông ra tảo trừ thu vũ khí, trang bị, anh em thu được mang về toàn là đồ Trung Quốc mới tinh, từ quần áo, mũ nón đến giày dép súng đạn, y như họ trang bị cho mình trong thời kỳ chống Mỹ. Sau những trận phục này, một thời gian khá dài, Pol Pot không còn vào khu vực này và tập kích chúng tôi nữa. Lại nói qua thời kỳ mùa khô năm 1981, khi đó tôi đang đi phép, C phó Minh Hùng đã được chuyển vùng về Nghệ An, C phó Nguyễn Trung Thành thay tôi chỉ huy đơn vị. Thời kỳ này, E250 có tổ chức đưa lực lượng càn quét ra biên giới. Ta mới chỉ hành quân đến qua ngầm cây xoài, đã phát hiện hàng loạt căn cứ của Pol Pot và bị chúng chặn đánh quyết liệt, bị bao vây chia cắt. Sư đoàn phó Nguyễn Khánh trực tiếp đi cùng để chỉ huy, đã phải nhiều lần điện về sư đoàn xin điều lực lượng cơ động và giải vây. Sau loay hoay mãi mới thoát ra được. Trận này riêng C4 của tôi vừa hy sinh vừa mất tích 4 đồng chí, tất cả đều là lính mới. Tình hình quân số thiếu hụt trầm trọng đã khiến mọi hoạt động của tiểu đoàn 1 hết sức khó khăn. Có một thực trạng đáng buồn là một số cán bộ được cử đi học hoặc đi phép, học xong hoặc hết phép là tìm cách trở lại hoặc đảo ngũ luôn, không về đơn vị nữa. C4 của tôi có 2 đồng chí, hiện tại đưa lực lượng ra ngoài cấp đại đội, phải huy động đến cả quản lý, nuôi quân mới được hơn 10 người. C4 khi ra Sam Lốt còn tại đơn vị đúng 21 người, không kể chính trị viên Lê Xuân Ảnh đi phép từ ngày 6 tháng 10 năm 80, khi đơn vị còn ở ngầm cây xoài chưa vào, thì trung đội 1 còn 5 người, trung đội 2 còn 5, trung đội 3 còn 3, C bộ trừ 2 chỉ huy còn 6. Đến ngày 10 tháng 12, tôi mất tiếp Hiệp To và Hải của B2, đó là trận Pol Pot phục đội hình của D1 lên trung đoàn lấy hàng. 5 đồng chí hy sinh, trong đó riêng C4 mất 2 đồng chí. Trận này đồng chí Đỗ Xuân Thu, sau Thu là đại tá chính trị viên huyện đội Tây Sơn, Bình Định, đi đầu nên thoát chết. 18 ngày sau, cũng chính tại đoạn đường này, tôi mất tiếp cậu Nguyễn Thanh Sơn, người Nam Ninh, Nam Định, B phó B2. Hôm Sơn dính phục bị thương nặng, một mảnh cắt đứt động mạch đùi nơi bẹn. Đưa Sơn lên đến bệnh xá trung đoàn thì Sơn hy sinh. Không biết các bạn có tin rằng linh cảm có thật không, nhưng đối với trường hợp của cậu Sơn thì tôi tin, và tin là có thật. Tối hôm đó tôi không sao ngủ được khi đọc tới những trang viết cuối cùng của cuốn nhật ký của Sơn. Sơn linh cảm mình sẽ chết đúng vào ngày hôm đó. Sơn viết cách ngày Sơn hy sinh 2 ngày. Sơn nhắn nhủ người vợ trẻ ở quê nhà và có câu kết tôi còn nhớ mãi. Chiến tranh thật tàn nhẫn em ạ. Tôi rùng mình trước những dòng chữ và chợt liên tưởng đến lá thư kỳ lạ của người lính thành cổ Quảng Trị Lê Văn Huỳnh. Tất cả di vật của Sơn. Sáng hôm sau tôi cho bàn giao hết lên trên. Không biết cuốn nhật ký này của Sơn có đến tay người thân không. Trước hôm Sơn hy sinh 5 ngày, tối cuối cùng cậu Thu ở đơn vị để sáng sớm hôm sau khoác ba lô lên đường đi học tại trường ở mặt trận 479. Tối hôm đó lớp tân binh mới được bổ sung về đơn vị. Hồi chiều và có phiên gác thực tế đầu tiên. Lớp tân binh này là của đại đội 2, riêng C4 chưa được bổ sung. Tầm 2 giờ sáng, hai loạt AK nổ rất gần. Thành C phó vùng dậy, vờ ngay cây súng chạy ra. Lúc sau Thành quay lại nói như khóc: "Anh Hùng ơi, thằng Khẩn bị bắn chết rồi." Tôi bàng hoàng, nhau ngay xuống trung đội 1. Anh em đã bế Khẩn về đặt trên tấm ván cũ ở giữa lán hội trường. Tôi cứ quỳ mãi bên xác Khẩn, miệng thì thầm: "Sao thế này?" Khẩn là một người lính đã theo tôi chinh chiến từ buổi đầu sang đất bạn. Hai loạt đạn của cậu lính mới đã làm được cái điều mà hơn 2 năm qua bọn Pol Pot không làm được. Việc bắn nhầm nhau trong chiến tranh không phải là không có, nhưng sao trong trường hợp này nó lại chua chát đến như vậy, nó cay đắng đến như thế. Tôi đứng phắt dậy thét lớn: "Thằng nào bắn? Thằng nào?" Vừa nghe tiếng em, lập tức bốp một cái như trời giáng thẳng vào mặt cậu lính mới. Khốn nạn, cả một hàm răng giả văng bay ra khỏi miệng. Không hiểu sao như vậy, người ta vẫn bắt cậu này đi lính. Tôi túm cổ áo định tụi tiếp vào mặt cậu lính đang co rúm người lại như con nhái, run lên cầm cập vì quá sợ hãi. Rồi đột nhiên tôi lại thôi, gằn giọng: "Mày ngồi im tại đây và trông cái xác cho đến sáng. Nếu để chuột cắn mất một cái móng tay thì mày coi chừng." Sáng hôm sau, Thu khoác ba lô đi học, đồng thời cùng anh em khiêng người đồng hương, đồng đội thân thiết của mình lên nghĩa trang trung đoàn. Cho đến trước ngày đại đội được bổ sung đợt tân binh 27 tháng 1 năm 1981, C4 còn giảm tiếp 3 đồng chí. Quản lý công được điều đi học rồi sau sang đơn vị khác. Quang Bẹp B trưởng B3 bị thương nặng do dính mìn của C2 gài thú khi đi cải thiện. Và cậu Hát nuôi quân tự bắn vào chân mình tự thương. Trường hợp Hát tự thương vừa giận vừa thương. Hát người thành phố Vinh, nhập ngũ năm 76. Cậu ta vốn nhát nên tôi phải rút từ B1 cho xuống nuôi quân. Vậy mà vẫn tự thương. Hát khai: "Giao nhận ca gác xong, Hát cúi xuống, cầm cái áo gác lên thì vướng vào cò súng nên đạn nổ. Một viên xuyên bàn chân, một viên xuyên vào cổ chân. Tôi xuống tới nơi thì thấy Hát đang ôm chân nhằn nhó khóc. Tôi vừa hét: 'Anh đứng lên!' thì Hát đã òa khóc nức nở, giọng run run rồi nói trong nước mắt: 'Anh Hùng ơi, tha cho em chót!' Chào ôi, sao lúc đó tôi cảm tưởng không gian như đặc lại đến ngột thở. Một nỗi buồn vô tận xâm chiếm hết trong tôi. Rồi tôi đã khóc, dường như còn khóc nhiều hơn Hát. Đang bị vết thương do chính mình gây ra, đang đau đớn, quằn quại. Vết đau trong tôi có lẽ còn khủng khiếp hơn 2 vết đạn nơi chân Hát. Thôi, băng lại cho nó. Sáng mai khênh nó lên trung đoàn, nói là nó bị Pol Pot bắn. Đồ chó chết." Tôi nói với anh em, rồi lững thững bước về hầm chỉ huy. Lòng nặng trĩu, trời Sam Lốt cũng đang sáng dần. Sau vụ cậu Hát tự thương, đại đội 4 chỉ còn 14 người. Khổ nhất là về ban đêm, cứ 2 người một vọng gác. Tôi và cậu liên lạc Kiều Văn Đậu, lính 78 người Bình Định, gác trong một vọng. Có đứng trong vọng gác một mình, ôm súng thức liền 5 tiếng đồng hồ trong đêm mới thấm thía nhiều điều về nhân tình thế thái. Nhưng đêm trời quang mây, nhìn lên bầu trời lấp lánh muôn ngàn sao tinh tú, nhìn về ngôi sao Bắc Đẩu của chòm sao Tiểu Hồng Tinh. Nó nằm ở cuối cái cán gồ sòng, nhưng xa xăm, lúc mờ lúc tỏ. Nơi ấy là quê nhà. Ngôi sao Mai cô độc lấp lánh sau tán lá, như gần gũi, như xa xôi vẫy gọi. Nửa đêm về sáng nào cũng có tiếng con chim từ quy chót bóp chót bóp, cô đơn gọi tìm nhau vẳng lại trong đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng gió lung lay lá cây xào xạc, tiếng rơi nhẹ thấm lạnh và những đêm ánh trăng suông nhợt nhạt run rẩy. Lúc đó mới càng thấy buồn chán, bế tắc, muốn đấm, muốn phá, muốn quẫy đạp, muốn bỏ quên tất cả, muốn trả hết, muốn thét lên, hét lên, đòi phải giải thoát, không thể giải thoát cho nổi. Khi mà cuộc chiến dai dẳng, khốc liệt, thiếu thốn đến cùng cực, còn chưa thấy hồi kết. Tôi đã từng hoài nghi cái cảm giác này của chính mình. Đúng là có ở trong hoàn cảnh đó, hoặc đặt mình trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu, mới cảm thông hết cho đồng đội của mình. Chả trách một vài người lính đã phải tìm đến viên đạn để giải thoát, như cậu Hát, lính của tôi vừa làm. Và cách ứng xử của tôi như vậy đối với cậu Hát liệu có đúng không? Những ai là cựu binh Trung đoàn 250 giai đoạn 1979-1981 chắc đều không thể quên trận Pol Pot công kích toàn tuyến phòng ngự của Trung đoàn cuối năm 1980. Sau đúng 21 ngày, Tiểu đoàn 1 bỏ Tà Pát, rút ra Sam Lốt. Chúng tôi đã có đủ thời gian để củng cố hầm hào trận địa, chuẩn bị cho tình huống Pol Pot tấn công vào đơn vị. Bởi chúng tôi hiểu kiểu gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Chỉ có điều thời gian này cả tiểu đoàn vẫn chưa được bổ sung thêm quân. Mỗi đơn vị chỉ còn trên dưới 20 tay súng. 9 giờ tối ngày 23 tháng 11 năm 1980, súng bỗng nổ dữ dội hướng C-18. Sau tôi được biết, có lẽ mũi đột kích này của bọn Pol Pot bị lộ nên chúng mới nổ súng sớm hơn dự kiến. Khi nghe tiếng súng nổ quá gắt, chúng tôi bật dậy. Ban chỉ huy C4 lúc đó chỉ còn 2, chính trị viên Ảnh đi phép, C phó Minh Hùng theo đoàn cán bộ ra thành phố Bắc Tam Bang đón nhận quân chưa về. C phó Thành vừa đi một vòng quanh đơn vị để kiểm tra gác xong. Hai anh em đang còn nằm trên sạp nói chuyện tào lao. Lập tức tôi phân công Thành xuống với trung đội 1. Thành vừa ra khỏi nhà hầm thì tiếng súng đã nổ ở hướng C1, rồi gần như đồng loạt cùng một lúc trên tất cả các hướng, các vị trí chốt của ta từ Tức Sóc, An Đông qua Sam Lốt. Pol Pot đồng loạt tổng công kích. Có đến 5 quả đạn DKZ-75 được phóng cầu vòng từ hướng trước đại đội 1 rơi nổ rải rác trong khu vực C4. Đặc biệt là B41, loại cải tiến mà sau chúng ta gọi là B45. Chúng bắn rất nhiều, bắn cầu vòng vào các khu vực phòng ngự của C4. Rất nhiều quả rơi nổ vào khoảng trống giữa C4 và dê bộ. Tôi cầm khẩu tiểu liên AK men theo con đường hào giao thông. Theo sau cậu liên lạc Kiều Văn Đậu, kéo theo chiếc máy điện thoại hữu tuyến, dây dợ lằng nhằng chạy ra công sự đặt khẩu cối 82. Vì đơn vị ít người nên tôi thống nhất vị trí chỉ huy của C trưởng sẽ là hầm cối 82. Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy và cùng một pháo thủ thả đạn cối. Tất cả anh em khác với súng bộ binh ra hết chiến hào, chiến đấu phòng ngự. Hướng C1 từng quầng sáng liên tục hừng hực lên, dồn dập tiếng nổ, chuông điện thoại réo vang, tiếng Anh Hóa. Ông chuẩn bị bắn chi viện cho thằng Ngân nhá, nhắc bộ đội cảnh giác, nó liều lĩnh lắm. Bên đó tình hình thế nào rồi? Tôi báo cáo vắn tắt để anh yên tâm. Anh Hóa nói độc một câu: tốt rồi, xong gác máy. 3 phút sau tôi điện cho Ngân. Ngân nói như gào lên: tôi không nghe được gì đâu, ù hết tai rồi, khói tràn cả vào hầm của tôi rồi. Ông Hùng ơi, bắn chi viện cho tôi đi. Tôi nói như hét vào máy: tôi bắn đây, bắn luôn. Không được để bật chốt đâu, bật là tôi chết đấy. Không có đường lui đâu, lùi là chết. Vật chuẩn đã cắm sẵn. Tôi kiểm tra lại thước tầm, độ hướng, rồi trực tiếp đứng ở vị trí pháo thủ số 1. Cậu Hiệp Con pháo thủ số 2, rồi thả một quả để làm căn cứ hiệu chỉnh. Chẳng biết đồng chí Ngân có phán đoán chính xác điểm rơi nổ hay không. Chỉ thấy Ngân điện về, giọng hỗn hển: Tuyệt vời rồi. Thế là tôi cho liền 20 quả đạn. Cự ly từ C4 đến C1 có 1.250 mét, nhưng tôi cho gắn liều 1 để cho độ rơi quả đạn bớt chéo. Đạn rơi rải đều bên ngoài bờ suối phía trước đại đội 1. Một lúc sau tiếng súng im bặt. Hết đêm hôm đó cho đến tận sáng, Pol Pot còn tấn công vào C1 3-4 lần nữa, đồng thời bắn hỏa lực cầu vòng vào khu vực dê bộ C3, đặc biệt là khu vực C4 của tôi, vì vị trí đặt khẩu cối chi viện đã phát lộ. Trong cái đêm tơi bời đó, tôi đã phải kê họng súng AK vào đầu cậu Nguyễn Mậu Hòa, trung đội phó trung đội 3 DKZ, dọa bóp cò. Chỉ vì Hòa sợ hãi không nhận lệnh dẫn trung đội băng qua chảng trống. Pol Pot đang pháo kích liên hồi để lên kho quân khí tiểu đoàn cùng anh em trung đội vận tải dê, chuyển đạn cối về cho đơn vị. Trung đội 3 của tôi lúc này chỉ còn có 2 người, Hòa và Nghệ. Ngày thứ 24, từ 5 giờ sáng, Pol Pot đã nổ súng tiếp tục tấn công. Tình hình hết sức căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên từ cán bộ đến chiến sĩ của chúng tôi, không một ai dao động, hốt hoảng, ai cũng bình tĩnh đến lầm lì, chai cứng lại. Cậu Trung Dâu, anh nuôi, một mình lặng lẽ vo gạo, nấu và nắm cơm, đem đến từng hào chiến đấu, từng vị trí cho anh em. Đạn cối 82 đã được bổ sung vào hầm hào, được thêm 50 viên. Điều mà chúng tôi vô cùng lo lắng nhất đó là hướng đại đội 1. Nhưng hình như hình thức tấn công của bọn Pol Pot vẫn chỉ là những đợt tập kích với cường độ mạnh, chứ chưa phải là những trận đánh công kiên chiếm chốt của ta. Với hệ thống chiến trận như chúng tôi hiện tại thì trận địa không có gì phải lo lắng. Chúng tôi luôn kiểm soát tốt được tình hình. Hướng đại đội 3, thậm chí Pol Pot chỉ dám từ bên kia sông Sangke bắn các loại hỏa lực cầu vòng sang. Sau 2 ngày chiến đấu, tiểu đoàn 1 cũng đã có những tổn thất. C1 hy sinh 1, bị thương 3. C bộ cũng bị thương 3. Trên các hướng khác trong toàn tuyến phòng ngự của Trung đoàn 250, nhất là hướng D2 và các đơn vị trực thuộc E như C16, C21, C18, trạm xá, ban hậu cần, ban chính trị đều đã bị Pol Pot tấn công dữ dội, nhất là khu vực ban hậu cần, cùng C18, cối 120 phơi mình chịu pháo kích của các loại cối 82, 120 và DKZ-75 của Pol Pot. Có nơi có cảm tưởng chúng đã vào rất gần, có nguy cơ mất chốt như trận địa pháo 105, anh em đã dùng đến đạn đinh để đánh phòng ngự. Đã xuất hiện nhiều những gương chiến đấu giữ chốt, dũng cảm, gan dạ, mưu trí của nhiều cá nhân và tập thể. Riêng ở D1 là gương dũng cảm mưu trí của đại đội phó C1 Nguyễn Quang Tạo, vừa trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu tại chiến hào. Tạo còn dũng cảm, một mình bò dưới làn đạn, ra đến sát bờ suối để gai mìn Claymore cản địch. Sang ngày 25, sư đoàn đã điều D8 của E31 vào và trung đoàn đã cơ động D3 từ Tà Xanh sang thực hiện đánh giải vây cho các đơn vị. Hướng D1 chúng tôi cũng sử dụng C2 thiếu, bổ sung thêm một B của C3 do quyền tiểu đoàn trưởng Đinh Huy Trụng chỉ huy, thực hiện vòng từ cánh phải sát bờ sông Sangke lên trước đại đội 1. 4 giờ chiều ngày 25, lực lượng của D3 do chính trị viên tiểu đoàn Lương Văn Ước chỉ huy thực hiện cuộc hành quân giải vây cho C1. Từ phía sườn sau điểm cao 307 cắt về và đã bắt liên lạc được với đại đội 4 chúng tôi. Thấy tôi ra đón, anh Ước lắc đầu lẻ lưỡi la: "Các ông ở đây đánh đấm kiểu gì mà để Pol Pot vào nhiều thế? Tôi nói cho các ông biết, vỏ đạn cối, vỏ đạn DK chúng cắt bỏ la liệt kia kìa." Qua 4 ngày đêm, Pol Pot liên tục tấn công vào hầu hết các vị trí phòng thủ của E250, từ Tức Sóc qua Sam Lốt, rồi rút, đã cho thấy lực lượng của Pol Pot ở khu vực này không chỉ còn là một nhúm tàn quân ô hợp lầy lắt ở phía biên giới Thái Lan nữa, mà thực sự chúng đã được củng cố, bổ sung cả về quân số lẫn trang bị. Tuy nhiên, do hai lực lượng Khmer kháng chiến ở vùng này có lẽ chưa thống nhất được với nhau, thời gian này chúng chưa thành lập được mặt trận Tây Nam 3 phái, cho nên sự phối hợp hoạt động tác chiến giữa chúng chưa thực hiện được. Đại đội 4 của tôi được bổ sung 10 tân binh đợt 1, anh em là người Tiền Giang, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. 15 ngày sau, anh Ảnh đi phép vào, và sau đó đến lượt tôi có tên trong danh sách cán bộ được đi phép đợt tới. Thú thật, tôi hồi hộp vô cùng, chỉ sợ trên lại hoãn. Từ khi tôi nhập ngũ ngày 14 tháng 4 năm 74, đến nay tôi đã có một lần được về phép, đó vào năm 1977. Nhưng với kỳ đó đang phấn đấu, nên đúng 20 ngày sau tôi đã có mặt tại đơn vị, và cho đến hôm nay mới lại được đi. Tôi còn nhớ như in cảnh vất vả, cực khổ của cái lần đi phép đáng nhớ ấy. Đoàn cán bộ đi phép chúng tôi tập trung ở An Đông, rồi tổ chức như đi hành quân chiến đấu. Một toán trinh sát vũ khí, trang bị, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu để dẫn đường, cắt rừng, dẫn đoàn đi. Nguy hiểm nhất là qua khu vực ngã ba Lâm Nghiệp, nơi Pol Pot thường xuyên ra phục kích gài mìn. Anh em dường như nín thở, bám sát nhau mà đi. Đến sầm tối, chúng tôi mới ra đến Bromia. Trong cái buổi chiều chạng vạng đó, sau hơn 2 năm, nhiều người trong đám lính đi phép chúng tôi mới lại được nghe văng vẳng bên tai tiếng trẻ con khóc, tiếng gà cục tác, tiếng chó sủa, mùi than củi bếp, mùi khói lam chiều bay lên từ những nếp nhà sàn siêu vẹo, nhưng thật thanh bình và tự nhiên như vô thức. Nước mắt chúng tôi đã chảy ra. Nằm gần chục hôm chờ tàu ở trạm 583 Tân Bình, chúng tôi mới được chở ra Sóng Thần để lên tàu. 4 toa của lính võng trăng ngang mắc dọc trên giá để hành lý. Dưới sàn, anh em trải tăng ni lông thay nhau nằm, cùng chịu đựng 4 ngày 4 đêm lắc lư, ồn ào hôi thối. Khốn khổ trên tàu mà vẫn lâng lâng phấn khởi, nhất là khi tàu vừa trôi qua hầm đèo Hải Vân. Đêm trăng xuông nhạt mờ, chợt có cái gì đó. Vâng, cái không khí tê tê lạnh lạnh, dâm gian, nó như thấm vào từng đường gân thớ thịt của con người, của gió mùa Đông Bắc. Đó là đặc sản của miền Bắc quê tôi, mà đã từ lâu rồi, giờ chúng tôi mới được gặp lại. Đợt về phép năm đó, tôi được chứng kiến bao cảnh khốn khó, cùng cực của người dân quê tôi. Dân chưa đến nỗi chết đói, nhưng cảnh túng thiếu quay quắt quanh năm của dân là phổ biến. Làng xóm tiêu điều xác xơ, đồng ruộng liên miên mất mùa bởi thiên tai bão lụt và sâu bệnh. Hàng hóa khan hiếm, cái ăn còn chưa đủ, nói chi đến cái mặc và học hành. Bao nhiêu thanh niên trai tráng, hết lớp này đến lớp khác, lần lượt lên đường nhập ngũ, để rồi ra trận, lên phía Bắc, xuống phía Tây Nam. Cha mẹ người thân ốm đau, đến viên thuốc chữa bệnh muốn mua cũng không có. Cái quản lý thị trường, kiểm lâm thuế vụ, công an xã mặc sức tung hoành khám phá, khám nhà, bắt người, thu giữ hàng hóa, nhũng nhiễu, nhìn mà không chịu nổi. Nhiều người lính chúng tôi đến lúc trả phép còn không có cả tiền để mà quay lại đơn vị. Cha mẹ, vợ con lại phải đi vay mượn. Thử hỏi làm sao mà yên tâm đi cho nổi. Người ở quê nhà thì lo thắt gan thắt ruột cho người ở mặt trận. Người ở mặt trận thì lo cho người ở nhà mỗi khi bão lũ mất mùa đói kém. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy căm ghét chiến tranh, cội nguồn của bao nỗi thống khổ điêu linh. Nhìn những cảnh giết chóc vừa qua, tôi càng thấy ghê tởm hơn. Đơn vị đã có nhiều thay đổi. Sư phó Minh Hùng đã ra quân, sau khi thêm 2 lần bổ sung nữa. Quân số đại đội 4 đã lên đến 35 người. Trên tiểu đoàn thì anh Đinh Huy Trụng từ dê phó đã được đôn lên dê trưởng. Anh Huệ chính trị viên, sau đó anh Hóa chính trị viên phó đều đã được rút lên sư đoàn. Anh Huệ sau hy sinh ở Am Bin trong chiến dịch K84. Tình hình bu bám, tập kích, phục kích của bọn Pốt cũng bớt căng thẳng. Đến cuối năm 1981, các đơn vị của sư 196 bạn đã được đưa vào. Địa bàn Sam Lốt lại vui như Tết khi một tiểu đoàn bạn với trang bị vũ khí, quần áo xe cộ đều của Liên Xô mới tinh ở xen kẽ với tiểu đoàn chúng tôi. Lính 196 Hiêng Sorin lương nhiều, cán bộ từ cấp đại đội trở lên đều được gọi là lính lục thum, tức là ông lớn, thịt gà thịt lợn, rượu Bayor uống tràn cung mây. Đến ngày 12 tháng 5 năm 1982, chúng tôi bàn giao Tà Xanh, An Đông, Sam Lốt cho đơn vị bạn, chỉ để lại D3 trong đó. Sau đúng 2 năm 5 tháng 12 ngày, E250 đến đứng chân và chiến đấu tại đây để rút ra Bromia. Đến tháng 10 năm 82, tôi chia tay anh em C4 sau hơn 4 năm làm đại đội trưởng để lên ban tham mưu trung đoàn, rồi sau đó lên phòng hậu cần sư đoàn công tác và chờ giải quyết chính sách ra quân. Anh Ảnh được điều lên thay cho anh Hóa làm chính trị viên phó D1. Cậu Thành Sứt được đi học, học xong được điều về làm chính trị viên C vệ binh sư đoàn. Ngày 10 tháng 10 năm 1978, sau gần trọn một ngày ngồi trên chiếc Zin 157 chở đầy hàng quân nhu của E250 nhận từ tỉnh đội Đắk Lắk, tôi đã về đến khu vực đồi chè Bù Bờ Răng, Đăng Khuyết, điểm đứng chân của trung đoàn bộ, trung đoàn 250. Đường đi từ thị xã Buôn Mê Thuột về đến trung đoàn có hơn 200 km, nhưng đầy gian nan, bụi mù mịt, xe lắc lư vượt qua những ổ voi, ổ trâu, nhất là đoạn từ thị xã Gia Nghĩa, bỏ đường 14 cắt vào con đường cấp phối đi ra biên giới. Hơi thở của chiến tranh đã hiện rõ, Cả một khu vực rộng lớn của vùng biên giới Đắk Lắk, Đắk Nông, thưa thớt bóng người, nhiều ngôi làng của dân kinh tế mới bị bỏ hoang. Dân đã di tản chạy loạn. Xác những chiếc xe ô tô GMC của Trung đoàn 812 Pol Pot vượt biên sang phục bắn, bị cháy, nằm rụi ven đường. Nghe nói hơn 20 cán bộ chiến sĩ ta đã bị thương ở vụ này. Chính trị viên đại đội 4 Lê Xuân Ảnh cử cậu liên lạc về trung đội đón tôi. Anh Ảnh người Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhập ngũ năm 72. Ngày trung đoàn chuyển nhiệm vụ mới hình thành xong các bộ khung, các đại đội, các tiểu đoàn, rồi liền đó tôi phải đi tập huấn ngay nên gần như không biết mặt mọi người. Ngày đó trung đoàn 250 còn đóng quân ở ven dòng sông Lũy, ở khu vực Lương Sơn, huyện Bắc Ninh, tỉnh Thuận Hải. Trong đội hình của đoàn kinh tế 334 chuyên trồng bông, các vị tướng nhà ta kiêu hãnh, say sưa với chiến thắng, luôn tự hào rằng đến Mỹ mạnh như thế, các ông còn đánh bại được nữa là trồng bông, chuyện vặt. Tư duy thăng hoa kiểu anh chủ nhiệm của Hoàng Trung Thông, anh vung tay vẽ cả đồng xanh, vẽ cả ngày mai thành bức tranh. Để sau hơn 2 năm đổ xuống biết bao nhiêu tiền của, sức người, phá nát mấy chục cỗ máy ủi Komatsu mới tinh và sỏi đá chẳng biến thành bông. Tôi nhớ mãi lần về báo cáo vụ bông đầu, đăng nhiều kỳ vào tầm tháng 8 năm 1977 của tay nhà báo có tên Tô Phương. Ngày đầu tay này là thiếu tướng nhà báo, nó sặc mùi tuyên huấn. Tôi về đến đơn vị khi lớp tân binh người Nghĩa Bình, Thuận Hải, Phú Khánh nhập ngũ tháng 8 năm 78, ở quân trường mới được huấn luyện xong bài 1 bộ binh, đang được anh Ảnh tổ chức cho huấn luyện binh chủng. Số ít anh em người Nghệ Tĩnh nhập ngũ tháng 8 năm 76 đã được đưa đi huấn luyện khẩu đội trưởng tại trường Hạ Sĩ Quan đoàn 334. Trong số đó có vài đồng chí khi ra trường đã được đôn thẳng từ khẩu đội trưởng lên làm cán bộ trung đội phó, trung đội trưởng. Ngày 15 tháng 9 năm 78 là ngày trung đoàn 250 từ Thuận Hải hành quân lên đường biên giới, nhận nhiệm vụ làm trung đoàn biên phòng thứ hai, lên thay cho trung đoàn 812 để trung đoàn này rút sang vùng Gia Lai, Kon Tum theo đội hình của sư đoàn 309 mới được thành lập. Trung đoàn 250 lên đây mới được hơn một tháng, thời gian vừa đủ để quen địa hình, củng cố tu bổ công sự, nhà hầm và cùng kịp để vài chú lính mới lớ quớ đi cải thiện, dính mìn zip, mìn K58. Tôi thoáng ngỡ ngàng về địa hình vùng này. Đây là vùng đất biên giới cực nam của Đắk Nông, tiếp giáp với Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước. Đồi núi chập trùng, lô nhô, đứt đoạn, chỉ những chỗ giao nhau tạo thành khe suối mới có những vạt rừng xanh nhỏ, xanh thẫm. Còn tất cả đều chọc lốc, đặc một thứ cỏ mọc lúp xúp, tràn ngập hố bom. Thời kỳ chống Mỹ, nơi đây chắc cực kỳ ác liệt. Bom B-52, chất độc hóa học đã làm nên diện mạo của Bù Bờ Răng, Đắk Ram ngày hôm nay. Đêm cao nguyên, mùa khô, gió lạnh tràn về lồng lộng. Ở vùng biên giới này thực sự không yên tĩnh. Nhớ buổi tôi sang trình diện, nhận nhiệm vụ bên ban chỉ huy tiểu đoàn, anh Đoàn Trọng Hòa, chính trị viên, có nói nhiều về tình hình ở nơi đây, về tình hình phức tạp của vùng đất. Tôi nhìn trên tấm bản đồ vẫn còn mới, ghi mấy dòng chữ: biên giới chưa minh định, có chiều sâu đến hơn 8,5 km, suốt từ suối Đắk Giam về đến suối Đắk Quýt, hiện nằm hoàn toàn trong lãnh thổ do ta quản lý. Đây là cái cớ để tháng 1 năm 1977, Pol Pot đưa cả một trung đoàn của sư 920 tràn sang vây hãm đồn 8 công an vũ trang suốt 46 ngày đêm và đánh chiếm một số vùng của huyện Đắk Lấp, nay tách thành hai huyện. Khu vực Bù Bờ Răng, Đắk Dăm thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cho đến khi M1 bộ binh của F2 hành quân lên cùng với sự chống cự quyết liệt công an vũ trang đồn 8, chúng mới rút lui. Từ đó đến nay, Pol Pot vẫn liên tục điều các toán nhỏ lẻ xuống sang đất ta tập kích, phục kích, giết hại đồng bào, tạo tình hình căng thẳng dọc tuyến biên giới giữa Mondulkiri và tỉnh Đắk Lắk của ta. Ban chỉ huy đại đội mới chỉ có 2. Thực ra lúc mới biên chế, khi chuyển nhiệm vụ là 3, Tôi và anh Thanh, người Thanh Hóa, đại đội phó, cả hai chúng tôi cùng ra trường quân chính quân khu 5, tập huấn lớp chuyển binh chủng. Ngay sau khóa học, anh Thanh được điều đi để thành lập lại tiểu đoàn 407 đặc công của quân khu. Có lẽ bởi lý do đó nên tôi buộc phải rời nhà trường để về lại đơn vị. Dàn cán bộ của các đại đội lúc này, từ trung đội trưởng xuống đến khẩu đội phó, đều cùng lứa lính Nghệ Tĩnh nhập ngũ tháng 8 năm 76. Tổng số khi tôi về C4 có 56 cán bộ chiến sĩ. Về trang bị, mỗi trung đội có hẳn một khẩu pháo, riêng cối 82 có 2 khẩu. Đội hình D1 bố trí ngay sau đồn 8, các vị trí chốt trong một khu vực hẹp, mỗi đại đội cách nhau không quá 2 km. Trong hầm chỉ tiêu hỏa lực của đại đội 4, tôi bắt tay ngay vào việc huấn luyện cho đơn vị. Mỗi trung đội đều có giáo trình huấn luyện riêng, phù hợp với các đặc điểm tính chất của từng loại pháo, huấn luyện ngay tại thực địa, trong công sự hay tại hầm pháo ở trên chốt. Không có hội trường, không có giấy bút, chủ yếu tập trung huấn luyện thao tác, kỹ năng thực hành bắn của pháo thủ số 1, 2, 3, 4 cho thuần thục. Tư tưởng cán bộ chiến sĩ ổn, khí thế hăng hái. Tình hình biên giới nóng lên từng ngày. Để đáp trả hành động gây hấn ngày càng tăng về cấp độ và quy mô, tấn công tàn sát dân ta của Khmer Đỏ, các lực lượng quân sự của ta trên toàn biên giới Tây Nam cũng đã có những đòn phản công quyết liệt. Trên tuyến biên giới Campuchia của quân khu 5 đã có những trận đánh đẫm máu quanh khu vực đồn biên phòng 24 và đường 19 kéo dài. Các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 309, 307, Trung đoàn Bộ binh 94, 95 đã đánh tấn công và tiến sâu sang đất Cam, chiếm một số vị trí quan trọng ở Ozadao, Liêu Phát, uy hiếp Pokeo của tỉnh Ranatakiri. Tiểu đoàn 1 tổ chức vượt biên xâm nhập sang đất Campuchia. Đó là ngày 6 tháng 11 năm 78. Công tác chuẩn bị làm rất chu đáo. Lực lượng sử dụng gồm 2 trung đội của đại đội 2, đại đội 1, 3, 4, mỗi đơn vị quân số tương đương một trung đội, nhưng chủ yếu đều là cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên. C4 đang trong giai đoạn cao điểm của chương trình huấn luyện binh chủng. Xong tôi bàn với anh Ảnh cho dừng tất cả lại, tranh thủ cho tất cả cán bộ từ khẩu đội trưởng trở lên đi thực tế để trải nghiệm. Về chỉ huy, anh Tý Dê trưởng yêu cầu tất cả cấp trưởng, cấp phó quân sự các đơn vị, trợ lý tác chiến, trinh sát, có cả trinh sát của công an biên phòng tăng cường đều tham gia trong đội hình hành quân. 8 giờ sáng, từ điểm tập kết C1 sát sau đồn 8, trinh sát cắt rừng đi trước dẫn đường. Chúng tôi lặng lẽ vượt con suối biên giới Đắk Đam để tiến sâu vào đất Campuchia. Vùng đất hai biên giới trong những năm đánh Mỹ đã là địa bàn hoạt động quen thuộc của nhiều đơn vị bộ đội ta, trong đó có Trung đoàn 250, thời kỳ 1968-1974. Một số cán bộ kỳ cựu của trung đoàn như lớp anh Tý, anh Hòa, anh Cúc, anh Quyền rất thông thạo vùng đất này. Chúng tôi hành quân hết sức chậm, thận trọng, vì khu vực phía trước đồn 8 và C1 được thông báo bố trí rất nhiều mìn các loại, ngổn ngang ham hố. Công sự Pol Pot bỏ lại 46 ngày đêm vây hãm đồn. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Tý không cho bật máy thông tin PRC-25 để đảm bảo bí mật. Đội hình luồn rừng mà đi, băng qua mấy buôn dân bỏ hoang, vài khu nhà mồ có tranh mọc lút đầu. Đến sẩm tối thì tôi tiếp cận được khu vực sân bay Đắk Rằm. Trên bản đồ quân sự, sân bay này cách đường biên khoảng 10 cây số. Tôi cứ thắc mắc mãi, anh Tý về cái sân bay này, vì quan sát chẳng thấy có một điều gì thể hiện có hạ tầng kỹ thuật. Vì quan sát trước mắt chỉ là một bình độ tương đối bằng phẳng, xanh mơn mướt với các loại cỏ mọng lùm. Lặng người, bí hiểm, tôi xuống rất nhanh. Chúng tôi ngủ lại ở trong rừng sát mép sân bay. Tôi quấn nửa chiếc khăn thám báo, nằm gọn trong hốc đất cùng mấy anh em trinh sát, công an biên phòng. Nửa đêm về sáng, sương rơi như mưa, rét như mùa đông bắc. 4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi lặng lẽ hành quân, đi vòng vèo một hồi rồi lại cắt rừng về, hoàn thành kế hoạch xâm nhập. Nói là đi thực tế địa hình, bám nắm tìm hiểu đối tượng tác chiến, nhưng thực ra là công tác nắm địch của ta rất yếu. Sau chiến tranh, say sưa với chiến thắng, cứ tưởng đất nước mình từ nay vĩnh viễn sạch bóng quân thù, nhưng có kẻ nào dám xâm lược vào bờ cõi. Như lời khuyên, tuyên bố hùng hồn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thành từ từ trên xuống dưới đâm chủ quan. Khi Khmer Đỏ hoàn toàn trở lại, ta mới té ngửa. Ta đã không biết thời gian này, toàn bộ sư đoàn 920 của Pol Pot đã được dồn lên đối phó với ta trên đường hướng 19 kéo dài. Lực lượng đối đầu trực tiếp với E250 hiện tại chỉ là bộ đội vùng 105 và quân du kích Pol Pot, có khả năng cả bọn Phunro Tây Nguyên. Tuy nhiên lực lượng này của chúng hoạt động rất hiệu quả, linh hoạt. Toàn bộ thời gian 3 tháng sau này, ở mặt trận Campuchia, E250 cơ bản chỉ đụng độ với đối tượng này. Cuộc xâm nhập yên ả của D1 khoảng 8 ngày sau, đến cuộc của D2. Cuộc này tổ chức với quy mô lớn, nhiều hơn về quân số, trong đó có cả quân của D1 tăng cường, do tiểu đoàn trưởng Lê Minh Hoắc chỉ huy. Ngày đêm thứ nhất, trên đất Campuchia, đội hình chốt ngủ lại của D2 đã bị Pol Pot tập kích. Một hầm gồm 3 chiến sĩ, D1 tăng cường đã bị chúng giết sạch, thu toàn bộ vũ khí, trang bị. D2 rút về, bỏ lại các tử sĩ không lấy về được. Thưa toàn thể các bạn, như vậy đơn vị đầu tiên của Trung đoàn 250 vượt biên sang đất Campuchia khi Trung đoàn chuyển nhiệm vụ là D1 và những người lính đầu tiên hy sinh trên đất Campuchia trong cuộc chiến Tây Nam của Trung đoàn 250 cũng là lính của D1. Đến đầu tháng 12, C4 được trên chấp thuận cho sát hạch bắn đạn thật. Kết thúc chương trình huấn luyện, kết quả 100% đạt yêu cầu. Chẳng có khẩu đội nào đạt loại giỏi, khiến anh Ảnh cứ lầu bầu mãi. Tôi cười nói đùng đỉnh. Khá giỏi trong hoàn cảnh này không quan trọng, miễn là anh em chiến đấu tốt là được. Thực tế chiến trường sau này sẽ là thầy dạy nghiêm khắc nhất mà anh. Tiếp đến tiểu đoàn liên miên học chính trị, nào là nghị quyết, nào là chỉ thị, nào là nghe phổ biến nói chuyện về thời sự, sinh hoạt tư tưởng. Tôi biết tất cả chỉ cho một mục đích, chuẩn bị cho cuộc hành quân làm nhiệm vụ tác chiến. Trong 2 ngày 18-19 tháng 12, một loạt các cuộc họp quân chính từ trung đoàn xuống tới đại đội, rồi họp hội đồng quân nhân, họp chi bộ, chi đoàn, đúng là quay cuồng. Suốt ngày vì những cuộc họp, anh Ảnh và tôi suốt mấy đêm liền mất ngủ, cứ suy nghĩ miên man đủ mọi chuyện. Thú thực với cả hai người, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng chỉ huy một đại đội tham gia một chiến dịch lớn. Ngày đó tôi lại đang hăng, vì có 22 tuổi, lời nói hành động cứ như là lãnh tụ. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười, hăng hái nhiệt tình đến hết chỗ nói. Sáng ngày 22 tháng 12, anh Ảnh cùng một số cán bộ chính trị D1 về ép bộ họp, rồi bất ngờ từ đây đi tiền trạm luôn. Anh chỉ kịp điện về cho tôi phải đi ngay. Ông một mình làm tiếp công tác chuẩn bị. Thế là tôi cứ cuống hết cả lên. May mà số cán bộ của tôi lại thật tuyệt vời. Anh em hết sức có trách nhiệm trong công việc chuẩn bị. Chỉ có điều trên phổ biến, phải mang theo 10 ngày gạo ăn, 200 viên đạn trên một khẩu AK là sắp cho mang bằng đủ. Chiến sĩ hỏi A trưởng, B trưởng. B trưởng lại hỏi đại trưởng. Thôi thì trên lệ như vậy thì cứ nghiêm túc mà chấp hành cái đã. Các bạn có biết không, là đại đội hỏa lực, pháo mang vác đi cùng bộ binh, hành quân chiến đấu trên lưng, chỉ nguyên thiết bị của pháo cũng đã ngót 20 cân. Còn quân tư trang, bi đông, lựu đạn, thành thử mỗi người mang trên lưng và khoác trên vai, ngót nghét đến 40 cân. Thì hành quân dài ngày làm sao nổi. 3 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 1978, D1 lặng lẽ rời bỏ Bù Bờ Răng, đồn 8. Chúng tôi hành quân quay về Đăng Khuyết. Đêm đó tôi thực sự vất vả, cứ ngược xuôi hò hét, vì anh em mang vác nặng quá, lại ngày đầu tiên của cuộc hành quân, nên nhiều người đi không nổi. Vài anh tranh thủ lúc nghỉ giải lao, súng đạn không vứt đi được, chỉ còn tượng gạo trên cổ là có thể, nên liều, chút vợi cả gạo xuống gốc cây ven đường. Cứ một quãng lại có một đống, không làm thế nào mà ngăn cản nổi. Mờ sáng ngày 21 tới điểm tập kết, đợi đến 10 giờ, đoàn xe của tỉnh đội Đắk Lắk mới tới. Chúng tôi lên xe và lập tức hành quân xuôi về hướng Gia Nghĩa. Đoàn xe theo thị xã Buôn Mê Thuật lúc nửa đêm, đến hơn 3 giờ sáng thì đến Buôn Đôn, Chúng tôi dừng nghỉ ven cây cầu sắt bên ngoài Buôn. Ngày đó chỉ nghe nói nhiều đến Buôn Đôn gắn liền với các hoạt động của bọn Phun Rô. Chưa nào có biết đến một Buôn Đôn kỳ bí khác với văn hóa đặc sắc của các tộc người Lào, người Mơ Nông, người Ế Đê Tây Nguyên. 2 giờ chiều, chúng tôi đến đồn 4 ven sông Serepok, hoàn thành cuộc hành quân bằng xe cơ giới. Thấy anh Ảnh ra đón, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bộ đội lục tục kéo nhau về nơi trú quân. Tôi nói với anh Ảnh, em mệt quá, rồi quăng mình xuống chiếc võng dù mắc vội lên. Một lúc sau tôi chìm sâu vào giấc ngủ như chưa từng được ngủ, cho đến khi cậu liên lạc đánh thức tôi dậy để ăn cơm chiều. Rừng Tây Nguyên mùa khô không hề yên tĩnh, tiếng ve kêu rền rĩ để lại trong tôi âm điệu buồn buồn, đơn điệu, cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên. Cả ngày 22 và ngày 23 tháng 12, chúng tôi khẩn trương làm công tác chuẩn bị, bổ sung trang thiết bị, vũ khí, hậu cần. Anh em được ăn Tết quân đội với tiêu chuẩn tương đối tươm tất. Tiểu đoàn 1 giải quân dọc một con suối cạn, bướm vàng nhiều vô kể. Không khí nhộn nhịp trước khi ra trận như ngày hội. Bộ đội được quán triệt sẽ vượt biên tiến vào đất Campuchia, thời gian tối đa là 30 ngày. Do đó vũ khí, trang bị, lương thực phải mang theo tương đối nhiều. Đối với đại đội tôi, người nhẹ nhất cũng phải cõng trên 35 cân. Để làm gương, trên nóc ba lô của tôi nhét thêm 3 quả đạn cối 82, nặng thêm 10 cân nữa, một khẩu AK bắn gấp mới tinh, 60 viên đạn và 3 quả lựu đạn M26 US, dao găm, bình tông đựng nước, túi cấp cứu, viên lọc nước, bông băng cá nhân và bộ quần áo tử sĩ. Đặc biệt, từ cán bộ đến chiến sĩ được nhắc đi nhắc lại phải nghiêm chỉnh chấp hành 9 điều quy định trên đất bạn. Những điều quy định ấy trước đó đã được học và quán triệt thật kỹ, nay được in và phát đến tận tay bộ đội, cùng với một số tài liệu hướng dẫn chuyển đơn. 14 giờ chiều ngày 24 tháng 12, Trung đoàn 250 hành quân, chúng tôi cắt rừng đi ra biên giới. Nào nào một cảm xúc khó tả của thời khắc vượt biên vào trận đánh. Thú thật vào thời điểm đó, chúng tôi cũng chưa hình dung rõ ràng sẽ phải chiến đấu như thế nào, đối tượng tác chiến ra sao. Vì trên phổ biến về tình hình địch, đúng hay chưa đúng, chúng tôi cũng chỉ biết vậy, cứ tù mù chẳng hiểu thế nào. Nào là phải chú ý bắt liên lạc với cánh quân của quân đoàn 3 từ công Bông Tràm đánh lên. Nào thì là phải chuẩn bị vải trắng để căng trên ngọn cây, làm dấu cho máy bay. Nào là chú ý phát hiện con đường 141 từ Chơ Ba chạy về Kon Nhét. Chỉ có điều trên bản đồ quân sự, mũi đột kích của E-250 chúng tôi hướng tới sẽ xuyên qua những dải rừng cao nguyên mênh mông của tỉnh Mondulkiri, dân cư lại còn thưa thớt. Rừng Tây Nguyên mùa lá rụng, khục, bằng lăng đua nhau chút lá. Những thảm cây le lúp xúp, lá bắt đầu chớm ngả màu vàng, trải dài dường như vô tận. Trong tôi lúc này âm hưởng của bài hát Lá Đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp thời chống Mỹ cứ đang văng vẳng ở bên tai. Gặp em trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ảo ảo lá đỏ, chúng tôi lặng lẽ hành quân. Sông Serepok đoạn chảy sát biên giới mùa khô, dòng nước khá hiền hòa. Tiểu đoàn 407 đặc công của quân khu đã sang trước và triển khai chốt để bảo vệ bến vượt. 8 chiếc xuồng cao su của công binh hối hả đưa chúng tôi vượt qua sông. Bờ đất Campuchia dốc dựng đứng, trông tre cắm dày đặc. Chúng tôi co kéo nhau, nhanh chóng vượt lên rồi cắm cúi đi mải miết. Rừng già nguyên sinh, có những thảm thực bì dày đến nửa mét. Ánh mặt trời đến cả giữa trưa cũng không xuyên qua nổi tán rừng ken dày. Đêm đầu tiên, toàn trung đoàn ngủ nghỉ ngay dọc đường hành quân. Quanh những gốc cây ụ mối, chúng tôi cho anh em triển khai cơm nước. Cán bộ thì hội ý, hội báo, kiểm tra nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Bộ đội thì mệt phờ, vai bắt đầu đỏ tấy sau những ngày hành quân mang vác nặng. 2 giờ sáng, ngày 25 tháng 12, trung đoàn tiếp tục hành quân và lúc bấy giờ mới chính thức vượt suối biên giới Đắk Đam. 6 ngày liên tục hành quân, trung đoàn 250 vẫn tiếp tục xuyên rừng hướng về vùng thị xã Kon Nhét. Đã nghe tiếng súng nổ ở xa xa, lúc bên trái, lúc bên phải. Có dấu hiệu Pol Pot đã phát hiện được mũi hướng tiến quân của trung đoàn và tổ chức bám theo. Phía bên phải đội hình tiến quân của N250 là E-142 cũng của tỉnh đội Đắk Lắk đã bị bọn Pol Pot tập kích. Sự căng thẳng, hồi hộp đang được đẩy dần lên. Chúng tôi luôn được trên thông báo về tình hình chiến sự của toàn mặt trận quân khu 5. Các trận đánh dữ dội và đang diễn ra trên hướng chính, hướng cửa mở, đó là khu vực đường 19 kéo dài. Các trung đoàn của các sư bộ binh 309, 307 đã tấn công thẳng vào Luân Pát, Pô Keo, đã chiếm được ngã ba Cong Hương. Mũi đột kích mạnh đang nhanh chóng phát triển về hướng Sở Tung Treng trên sông Mekong. 3 giờ sáng ngày 30 tháng 12, khi đó tôi đang trực tiếp lên ngủ đêm với trung đội 1 vì tình hình hết sức căng thẳng. Pol Pot có thể bất cứ lúc nào sẽ tập kích, thì liên lạc tiểu đoàn tìm xuống gặp và truyền đạt mệnh lệnh. Tôi phải đi gấp cùng đoàn cán bộ tiểu đoàn 1 đi tiền trạm, giao đại đội cho anh Ảnh chỉ huy, kéo theo cậu liên lạc. Chúng tôi khẩn trương đi ngay trong đêm, cắt rừng, đi mải miết, đến tận chiều tối hôm sau. Khi tới một cánh rừng già, ven một con suối cạn, có rất nhiều cây to và ụ mối, thì chúng tôi dừng lại. Đến 8 giờ tối, đội hình của trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc cũng dồn tới. Riêng tiểu đoàn 3 đã tách ra để đi tăng cường cho E812, sư đoàn 309. Lúc này tôi mới được biết E250 đã tách khỏi đội hình hành quân của tỉnh đội. Mục tiêu lúc này là độc lập, tiến trách về hướng dặng núi Xanh. Còn mục tiêu ban đầu là thị xã Kon Nhét, cũng đã bị E812 của F309 làm chủ. Lại nói về sử dụng lực lượng, E250 vượt biên chỉ với hai tiểu đoàn 1 và 3, còn tiểu đoàn 2 vẫn chốt giữ khu vực đồn 8 Bù Bờ Răng, chờ lệnh. Cho đến hơn một tháng sau, D2 mới từ đồn 8 đánh sang. D2 phát triển truy quét địch dọc đường 141, rồi hội quân với trung đoàn ở cứ điểm Chupa. Tảng sáng ngày 31 tháng 12, mọi người vừa thức giấc, đa phần còn chưa kịp thu gom tăng võng, thì Pol Pot bất ngờ tập kích. Đây là trận tập kích đầu tiên của trung đoàn bộ và tiểu đoàn 1 hứng chịu trên chiến trường Campuchia. Hàng loạt đạn hỏa lực B40, B41, M79 từ cánh trái theo hướng hành quân rơi chùm lên toàn bộ đội hình trú quân của D1 và E bộ. Trước đó, Pot đã bí mật áp sát các đại đội bộ binh của D1 và nổ súng. Phía trong, tất cả chúng tôi xoay quanh các gốc cây ụ mối, đành bất lực chịu trận. Đạn súng phóng lựu M79 của Mỹ nổ đanh gọn, lá cây, bụi đất bốc mịt mù. Trong rừng già, tiếng nổ của các loại đạn cứ ù ù. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên hoảng loạn là không tránh khỏi. Tim đập thình thịch, hai mắt ráo rác, nhìn chỗ nào nấp cũng thấy lạnh lưng, hở sườn. Có anh còn vãi cả ra quần. Sợ hãi trước hết là một phản xạ tự nhiên, nhất là đối với những người chưa kinh qua chiến đấu. Một lúc sau, tiếng súng bắn trả của ta cũng nổ dồn. Một lúc sau, hướng C2, C3 của D1, tiếng súng bắn trả của ta dồn dập. Đại đội trưởng đại đội 2 Nguyễn Thanh Phong dẫn đầu một trung đội vừa bắn vừa vận động phản kích địch. Anh em bắn hạ tại chỗ 4 tên áo đen, bắn bị thương nặng một tên. Khi im tiếng súng, chỉ huy trung đoàn lệnh lập tức khiêng tên Pol Pot về gấp để khai thác. Lúc sau, anh em C2 cáng thằng Pot về đến nơi, nằm trên võng, mặc bộ quần áo đen cũ kỹ, đất cát lấm lem, trên cổ vẫn đeo chiếc còi bằng đồng. Thằng Pol Pot to kinh khủng, viên đạn AK găm giữa trán, nó đương thở hắt ra. Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu Hòa cáu tiết quát: "Đù mẹ, sắp chết cha nó rồi, còn khênh về làm chi cho uổng công." Anh em C2 còn thu được mấy khẩu súng, đặc biệt có khẩu B41 cùng chiếc ba lô của chiến sĩ C2 Lê Bá Bật, hy sinh không lấy được xác trong trận Pol Pot tập kích vào đội hình D2 xâm nhập sang nước Campuchia khi đơn vị còn ở đồn 8 lúc trước. Hóa ra là bọn này, chứng tỏ chúng vẫn liên tục bám nắm hoạt động của E250 cho đến tận bây giờ. Trận tập kích của bọn Pot đã khiến chúng tôi chịu rất nhiều thiệt hại, tổng số có 7 hy sinh và 6 bị thương nặng, trong đó chủ yếu ở D1. Tôi trực tiếp chứng kiến anh Nguyên, chính trị viên đại đội thông tin, người Thái Bình, tự nhiên chúi đầu sau tiếng nổ. Nguyên dính một mảnh M79 tung con người mắt phải. Khi đó Nguyên đang nấp gần tôi ở ven dòng suối cạn. Tiểu đoàn 1 khẩn trương bàn giao thương binh tử sĩ cho trung đoàn, rồi ngay lập tức chúng tôi tách đội hình, độc lập nhằm hướng Tây cắt rừng, tiếp tục hành quân. Suốt đêm ngày 31 tháng 12, chúng tôi cắt rừng đi mải miết, hành quân suốt đêm trong rừng rậm, vô cùng vất vả. Có những lúc tối quá, trời tối như mực, chúng tôi phải cho anh em giải truyền đơn xuống đất, gài vào sau lưng ba lô để làm dấu cho khỏi bị lạc. Mang vác nặng, luôn rừng rậm, bầu trời, mặt đất tối đen, hố sâu, gốc cây ụ mối, bờ đất. Kệ hết, bộ đội bám sát nhau mà đi. Hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, anh em cứ ngã lên ngã xuống, đến tội. Đến tảng sáng, súng lại nổ dồn dập ở phía sau, Pol Pot lại tập kích, C1 đi sau lại có thương vong. Cho đến chiều ngày 1 tháng 1 năm 1979, sau 9 ngày luồn rừng kể từ khi vượt biên giới, chúng tôi mới phát hiện dấu hiệu có dân. Khi nhìn thấy lác đác vài vạt rễ nhỏ bỏ hoang ven suối, như trên tôi đã nói, vùng đất này dân cư vô cùng thưa thớt. Mondulkiri có lẽ là tỉnh nghèo nhất nước Campuchia, có đường biên giới chung với Việt Nam, nên tỉnh này đã trở thành cái nôi cách mạng của bọn Khmer Đỏ. Đương nhiên, dân có vẻ rất trung thành với Pol Pot, vì trong gần 4 năm giành được quyền lực, chính quyền Pol Pot đã thực hiện thành công một số chính sách đầu tư ưu đãi. Chúng thực hiện gom dân, dồn những buôn làng nhỏ thành những buôn lớn, tập trung làm đường, đắp đập xây hồ, làm kênh mương thủy lợi, tổ chức lại đời sống theo hướng cộng đồng tập thể, tập trung cao những phong tục tập quán chúng cho rằng ngược với đường lối của Pol Pot đều bị cấm đoán hoặc điều chỉnh, xóa bỏ. Trưa ngày 2 tháng 1, tiểu đoàn 1 tạm dừng nghỉ lại ven một cánh rừng. Cách điểm đứng này nhìn trong bản đồ, thấy chỉ dấu có buôn làng. Điểm dân cư gần nhất cũng trong khoảng 4-5 km. Một lúc sau, đội hình các đơn vị trực thuộc và ép bộ cũng dồn tới. Đã hơn một ngày nay, không thấy Pol Pot tập kích những đơn vị đi phía sau. Khổ nhất lúc này có lẽ là anh em đại đội 22 vận tải. Đội hình trung đoàn càng tiến vào sâu, sự kết nối trước, sau chưa được hình thành, thì việc tiếp tế lương thực, vũ khí, vận chuyển thương binh tử sĩ, tất cả đều chất trên đôi vai của anh em, nhất là tử sĩ. Có nhiều ca, anh em phải luồn rừng khiêng theo đến cả gần chục ngày. Mùi hôi thối không thể chịu nổi. Đến trạm dừng nghỉ, phải đào hố tạm chôn xuống, đến khi đi lại móc lên. Thầy mấy lần tăng võng mà vẫn cứ phải khênh theo. Sau đợt một chiến dịch Đông Bắc Campuchia, C22 đã được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Cũng chính trong buổi chiều ngày 2 tháng 1, không thể quên đó, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Một buổi lễ kết nạp đơn giản, với lá cờ đỏ búa liềm nhỏ giăng trên hai cành cây rừng, một ấm trà thanh hương pha bằng tứ nước đục cho ra màu nước lờ lờ khó tả. Đảng bộ D1 lúc này có tất cả 14 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị, sinh hoạt trong 3 chi bộ ghép. C3, C4 thuộc chi bộ ghép số 3. Lại thấy ngày nay việc phát triển kết nạp đảng viên mới, đảng của ta có nhiều vấn đề. Người vào đảng thì đa số với động cơ cơ hội. Đảng bộ xây dựng chỉ tiêu hàng năm để phấn đấu, nguồn ít nên đạt được lượng thì kém chất. Chiều ngày 3 tháng 1, D1 lại tiếp tục hành quân. Chúng tôi đi theo hướng đến một mục tiêu trên bản đồ có tên là Buôn So San. Lại luồn rừng mà đi, hết rừng thưa lại đến rừng rậm. Đêm xuống trời tối đen như mực, mệnh lệnh là phải tuyệt đối giữ bí mật. Thế nhưng tôi vẫn nhớ mãi một tình huống anh Việt tác chiến làm cướp cò khẩu súng M79. Ông này xách khẩu súng vướng víu thế nào, bỗng bốc âm, quả đạn phóng ngược chéo lên va cành cây nổ toe toét. Như một phản xạ không điều kiện, từ anh đang gập người vịn cây lom khom đến anh ưỡn ngực bước, tất cả đều lăn đùng ngay ra, cứ tưởng bị Pol Pot tập kích. Cả cái đế cối 82 nặng 15 cân, thằng Hiệp Con vác trên vai, quẳng ngay lên gióng chân ông Ảnh. Ôi giời ơi! Ông Ảnh nghiến răng, quằn quại, không dám rên thành tiếng, chỉ thầm rít lên. Mẹ mày! Mày giết ông rồi! Sau ông Ảnh phải chống gậy. Mọi thông tin tối thiểu về điểm So San hoàn toàn chúng tôi không có. Dường như mọi buôn làng ở vùng này đều lẫn ở trong rừng. Mùa khô, nhất là những vạt rừng bằng quan mộc, thì đâu cũng là đường. Đường lâm nghiệp, đường mòn của dân Sơn Tràng, đường xe bò. Rất khó định hình được con đường 141 chạy ngang qua So San để về Kon Nhét. Thêm nữa, gần như toàn bộ các buôn, bản nhỏ ở rải rác và ngay cả thị xã Kon Nhét cũng đã được chính quyền Pol Pot quy hoạch, dồn vào những điểm tập trung mới, xây dựng mới. Các chỉ dấu điểm dân cư trên bản đồ hầu như đã biến đổi hoàn toàn so với thực địa. Chúng tôi phát hiện ở xa xa, khuất lấp sau đám cây rừng thấp, thấp thoáng mấy nếp nhà sàn, nhưng khi cho trinh sát bám vào, quan sát kỹ, thì vẫn là mấy buôn nhỏ bỏ hoang đã lâu. Đây đó vẫn thấy những thân cây, đám cỏ cháy, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng một người dân. Cả ngày hôm đó, tiểu đoàn 1 thận trọng vòng vèo phát triển, không quá 5 km, rồi lại lộn trở ra. Tối xuống rất nhanh, chúng tôi được lệnh bí mật nghỉ luôn tại chỗ. Bộ đội lặng lẽ nhai gạo rang, xong sờ lần gốc cây, bờ ruộng, bụi rậm tìm chỗ nằm. Tối qua cùng anh Ảnh và cậu liên lạc, tiện sờ thấy có một thân cây nhỏ, cháy dở, thơm thơm mùi than củi, nên gác đầu lên nằm ngủ. Sáng ra nhìn ba anh em mặt mũi, đầu tóc, người ngợm lấm đem cho than, lại lép nhép ướt do sương đêm, nước không có, cứ vạt áo mà chùi. Mấy cậu lính nhìn thấy còn trêu: trông các thủ trưởng cứ như lính đặc công hóa trang tiền nhập ấy nhỉ. Anh Ảnh lầu bầu: cho chúng mày cười thì chúng mày vậy có khác cho gì tao. Mờ sáng ngày 5 tháng 1, sau khi hội ý với các xe trưởng, anh Tý đắn đo một lúc rồi phát lệnh hành quân. Vẫn sử dụng trinh sát đi trước, tuyệt đối tránh các khoảng trống lớn và buôn cũ, vì tới vùng này khả năng xảy ra tao ngộ chiến bất kỳ lúc nào cũng có thể. Tôi gọi cho ba đồng chí bê trưởng lên nhắc nhở, cho anh em luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đến tầm quá trưa, anh em trinh sát báo về gấp, phát hiện có địch. Có một tên áo đen đang ngồi trong lán canh dãy bên bờ dòng suối rộng, quay lưng ra phía bộ đội ta. Xác định là bọn Pốt, vì có khẩu K63 dựa vào vai. Anh Hòa chính trị viên vẫn hỏi bâng quơ: dân hay địch? Anh Tý đột nhiên cáu: đến đấy mà hỏi, giờ mà vẫn còn dân với trả địch. Đang lúng túng nói nhau thì lại được tin thả Pốt áo đen ào một cái đã phóng vọt xuống suối, lại mất tăm. Anh Tý lập tức lệnh giãn đội hình, đưa tiểu đoàn bám lên. 10 phút sau, lúc này toàn bộ tiểu đoàn đã có 2 đại đội và dây bộ lọt gần hết vào tràng rừng thưa, chủ yếu toàn cây khọc dầu và rất nhiều ụ mối to nhỏ. Bên trái theo hướng tiến có một dòng suối rất lớn, hai bên bờ dày đặc tre gai, thì nghe tiếng đề pa của cối 82. Hai khẩu 82 của Pol Pot cách khoảng hơn 1000 mét, dội thẳng đạn vào đội hình của dây 1. Chúng tôi ôm đầu phơi lưng, rúc quanh các gốc cây ụ mối mà chịu trận. Tiếng cánh đuôi của những quả đạn liên tục hú lên trên đầu, tiếng nổ đanh, rền, chát chúa. Sóng xung kích phân phật, mảnh kim loại rít vèo véo, khói bụi, lá cây tung mù mịt. Quả thật không gì khủng khiếp và hồi hộp hơn khi nằm phơi mình trên mặt đất, chờ đón kết quả bi thảm đến với mình. Hôm đó tôi mới thực sự cảm nhận hết được sự uy lực ghê gớm của những quả đạn cối 82 đang trút xuống đầu mình và nổ tứ tung ở xung quanh. Giữa rối mù tiếng nổ, tôi gọi cậu Tiến bê trưởng B2 chọn vị trí cho giá gấp cầu khối để xin lệnh bắn phản pháo. Giá cối và tính toán phần tử bắn xong, nhưng anh Tý quyết không cho bắn. Lúc này đã im tiếng nổ, các đại đội báo cáo nhanh về chỉ huy tiểu đoàn. Rất may chỉ có thương vong ở đại đội 3, anh Tý lệnh cho C1 phát triển tiếp. Anh em báo về lại phát hiện một buôn rất lớn. Khi tiến đến tầm quan sát rõ, tôi nhìn thấy 2 dãy nhà sàn xa xa, khuất lấp sau rặng cây rừng thưa. Có 2 bóng người di chuyển rất nhanh giữa các ngôi nhà. Anh Tý cũng đã nhìn thấy, nhưng rồi anh khoát tay ra lệnh: rút! Tôi còn tròn mắt, lập tức hỏi lại: sao lại rút? Đánh thẳng vào chứ anh? Anh Tý nhắc lại giọng dứt khoát: rút! Rút ngay! Sau đó khi có dịp, anh Tý có nói lại với tôi là khi đó mình chưa nắm được tình hình địch đông ít như thế nào. Cứ xông đại vào, nó mà phòng thủ chắc thì có mà ôm đầu máu vô ích. Cứ chắc chắn cái đã, không việc gì phải vội. Trận đánh nhanh chóng kết thúc sau hơn 30 phút nổ súng. Chúng tôi cũng không biết lực lượng Pol Pot bị tiêu diệt này thuộc đơn vị nào, nhưng vì địa bàn này thuộc vùng hoạt động của sư 920 bọn Pốt, nên cứ mặc nhiên công nhận với nhau đó là của 920. Đếm trên sàn nhà, bờ mương, gốc cây có tổng cộng 21 xác, một số cởi trần, còn lại mặc quần áo đen, khăn cả ma và mũ mao. Ta thu 13 khẩu súng các loại, 2 khẩu trung liên RBD, hai khẩu M79, B40, B41 và súng AK K63. Chúng tôi vào buôn kiểm tra, thấy chính quyền Pol Pot đã quy hoạch và xây dựng buôn này khá hoàn chỉnh. Hàng dãy nhà sàn cùng một kiểu đều đặn, mái lợp cỏ tranh, vách thưng gỗ xẻ. Những con đường được giải cấp phối bằng đất khá rộng rãi. Giữa buôn có một khu đất rộng, trên cột cờ bằng gỗ vẫn phấp phờ cái lá cờ ba ngọn tháp của chính quyền Khmer Đỏ. Trong các ngôi nhà sàn của dân, gần như hoàn toàn trống trơn, không có tài sản gì. Nghe nói một trong những tiêu chí xây dựng của chế độ Cộng sản Pol Pot là triệt tiêu sở hữu cá thể. Người dân phải sinh hoạt tập thể, ăn tập thể, làm việc tập thể. Một chế độ xã hội duy ý chí đến quái gở. Bộ đội ta được lệnh quán triệt thật kỹ, đã được giám sát chặt chẽ việc thực hiện 9 điều quy định trên đất bạn, nên gần như không ai dám động đến tài sản của dân. Cậu liên lạc của tôi nhặt đâu về mấy cây bút chì có đầu tẩy mới tinh của Trung Quốc cùng hai cuốn vở tập. Anh Ảnh nhìn thấy la trong một trận, rồi bắt lấy ở đâu phải bí mật đem lại nguyên chỗ cũ. D1 để lại C1 chốt ở trong buôn, đồng thời làm nhiệm vụ chôn lấp xác chết. Còn tất cả phải rút ra bên ngoài, bố trí chốt tạm trong cánh rừng ở phía đông, quan sát buôn. Lương thực thực phẩm của bộ đội hành quân mang theo đã cạn. 2 ngày nay chúng tôi đã phải dùng đến cơ số gạo sấy dự trữ. Đạn dược cũng đã tiêu hao nhiều, cần phải bổ sung. Đặc biệt những ca thương tử rất cần phải chuyển gấp về phía sau, khiến chỉ huy tiểu đoàn cùng chúng tôi hết sức sốt ruột. Lúc này sở chỉ huy trung đoàn còn ở cách chúng tôi khoảng 15 km nữa, về phía đông nam. D3 đã hành quân tăng cường cho E812, F309 đánh chiếm thị xã Kon Nhét và tiếp tục tấn công vào khu vực hậu cần của F920 Pol Pot ở phía tây nam núi Xanh. Tôi nghe nói đã thu được một số vũ khí, trang bị, xe cộ, diệt được một số địch, nhưng cơ bản lực lượng của sư đoàn 920 Pol Pot đã tàn rã hoặc kịp thời phân tán và tổ chức di chuyển về các tỉnh ở vùng Tây Nam. Tình hình chung lúc này trên toàn miền Đông Bắc Campuchia, các đơn vị của quân khu 5 đã cơ bản giải phóng, làm chủ hoàn toàn 3 tỉnh Ratanakiri, Mondulkiri và Sở Tung Trang, đánh tan rã hoàn toàn 2 sư đoàn chủ lực của Pol Pot tại đây là các sư 920 và 801. Nỗi lo chính của chúng tôi ở hướng tấn công thứ yếu này hiện tại là đối phó với các lực lượng du kích, bộ đội địa phương vùng 105 Pol Pot. Đây là lực lượng rất tinh quái, thông thạo địa hình, địa vật, hết sức linh hoạt, thoát ẩn, thoát hiện. Chủ yếu dùng chiến thuật tập kích, phục kích. Ngay trong đêm mùng 6 tháng 1, C3 lại bị tập kích. Có thêm một chiến sĩ hy sinh và 2 bị thương. Tối hôm đó, tất cả đơn vị, không khí hết sức căng thẳng. Dư âm của trận đánh hồi sáng ngày mùng 5 tháng 1 và nỗi lo các toán Pol Pot bám quanh quật đâu đây, bên ngoài khiến mọi người không ai ngủ nổi. Sáng ngày 8 tháng 1, Dê sử dụng lực lượng 2 đại đội 1 và 2 làm một cuộc càn quét ngắn, phát triển đến hơn 2 cây số bên bờ tây của dòng suối nhưng không phát hiện được địch cũng như dấu vết dân ở. Như vậy là cho đến ngày hôm đó, tất cả mấy nghìn dân vùng này ẩn trốn hết ở nơi đâu, chúng tôi vẫn chưa phát hiện được. Cho đến khi dân vùng Sô San này tự về vào ngày 14 tháng 1, cũng mờ sáng ngày 8 tháng 1, anh Tý thông báo cho chúng tôi biết C22 vận tải đang trên đường cắt rừng lên với D1. Lực lượng này đã hành quân từ chiều ngày 7 tháng 1. Anh Tý lệnh điều một trung đội của C3 do trực tiếp đại đội phó giáo chỉ huy quay về bắt liên lạc và dẫn C2 lên. Đến 7 giờ, tiếng súng chợt nổ dồn. Nghe rõ tiếng nổ của đạn B40 M79 ở sở chỉ huy tiểu đoàn, chúng tôi tái mặt biết là ta đã bị phục. Đến 10 giờ, tiếng súng lại nổ gắt gần chục phút. Đến hết 11 giờ, anh em C22 cùng C3 mới dồn tới. Anh em cáng theo 3 chiếc võng đẫm máu. Người bị thương nằm trong một của 3 chiếc võng cáng đẫm máu. Đó là anh Nguyễn Văn Quỳ, chính trị viên C22, người Bắc Giang, đồng hương của tôi. 2 chiếc võng cáng còn lại là xác của 2 đồng chí bê phó của đại đội 3. 2 đồng chí này quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, cùng nhập ngũ một ngày 18 tháng 8 năm 76. Cùng bị một viên đạn karang bắn tỉa xuyên qua 2 đầu, là bạn thân của nhau. Chỉ vì lao ra cứu bạn khi bạn bị thương ở chân nên để đến nỗi này. Tôi bàng hoàng Khi không nhận ra anh Quỳ, anh nằm trên võng, mặt phù lên vì vết thương ở cổ. Do cậu cứu thương, vội băng đã xử lý quấn cầm máu vết thương như quấn caro, quần áo đầu tóc bụi đất và lá cây dính lấm lem đẫm máu. Cậu Hiếu y sĩ khẩn trương thao tác, đặc biệt vết thương nơi cổ. Lúc sau anh Quỳ hồi tỉnh dần, đã lơ mơ nhận ra người xung quanh. Tôi lau mặt cho anh rồi khẽ hỏi: "Anh Quỳ, anh có nhận ra em không?" Khuôn mặt anh lúc đó không biểu cảm. Lúc sau cặp môi khẽ động đậy, giọng anh nhẹ như hơi thở, khó nhọc: Hùng à, chao ôi đến khi gần chết, tính anh vẫn vậy, vẫn vô tư, hài hước." Đại đội vận tải quay về đem theo gần chục ca thương tử. Đêm đó cắt rừng đi. Do nằm trên cáng cứng làm bằng tấm cánh cửa, tôi cho lính của mình lấy về để cáng anh Quỳ. Anh em đã 3 lần vấp ngã, quăng anh xuống đất. Rạng sáng ngày 9 tháng 1, đưa anh lên bàn mộ thì anh đã hy sinh. Cho đến chiều tối ngày 11 tháng 1, khi gặp bác sĩ cố nói lại, tôi đã khóc. Đêm đó, tôi đã viết bài thơ về anh. Tiểu đoàn 1 từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 liên tục tung lực lượng đi càn quét, làm sạch địa bàn, nhưng không gặp cứ của địch. Trái lại, chúng tôi liên tục bị bọn Pốt du kích bám nắm, sơ sảnh là bị tập kích ngay. Toàn tiểu đoàn lại lâm vào cảnh hết lương thực. Tôi nhớ mãi chiều ngày 10 tháng 1, khi đó cả đại đội chỉ còn vẹn vẹn 2 gói gạo sấy của tôi, để dưới đáy ba lô. Hơn 50 con người cùng ăn một nồi cháo nấu bằng 2 gói gạo sấy, nấu lẫn với đọt rau rền gai. Ăn xong một lúc sau, cả từng ấy người bụng đều réo lên sùng sục, rồi thi nhau xách quần lẩn vào các bụi cây. Đến khi cho ra hết thứ dịch xanh xanh trong ống ruột thì mới thôi. Đợi đến chiều, 11 tiểu đoàn mới được tiếp tế lương thực. Phải công nhận, thời kỳ này chúng ta đói khổ. Bộ đội đi chiến đấu mà lương thực mang theo vẫn phải ăn độn, đến 50% là ngô xay. Nhìn nắm cơm vắt đỏ màu ngô, to như mà thằng ăn mày. Thế mà bẻ ra chấm với gói bột canh ngũ vị hương, ăn cứ ngọt lịm, vèo một cái là đã hết. Đất rừng vùng Đông Bắc Campuchia, nhìn đâu cũng thấy lá cây giang. Chỉ giải lao ăn cơm nắm. Chỉ cần tuốt lấy một nắm lá, vò cho vào ca bình tông, đổ nước, nhóm lửa đun sôi lên là được một bát canh chua thật tuyệt. Giờ ngồi nhìn bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, mà sao ăn không ngon bằng hồi đó. Dân ở Buôn Sô San đã từ từ kéo về, rồi trung đoàn bộ cũng dồn tới. Tiểu đoàn 1 bàn giao khu vực này xong, chúng tôi lập tức theo trục đường lâm nghiệp hành quân về hướng đông dãy núi xanh, rồi chốt lại tại một buôn nhỏ nhưng có vẻ khá khang trang, với hồn chục ngôi nhà sàn cao ráo bên bờ đông dòng suối lớn. Chúng tôi đặt tên là buôn Pol Pot vì không thấy có dân về. Hơn 20 ngày màn trời chiếu đất, đến hôm đó dê bộ và C4 mới lại được ngủ dưới gầm những ngôi nhà sàn. Không dám ngủ bên trên vì sợ bọn Pốt tập kích. Các đại đội khác thì bố trí trong những vạt rừng thưa xung quanh buôn. Hơn chục ngày chúng tôi ở đây cũng đã phải hứng chịu 3-4 trận du kích Pol Pot tập kích bằng hỏa lực vào đội hình. Chúng từ những vạt rừng bên bờ tây dòng suối bắn B40, B41, rồi cả cối 60, rồi lập tức lật mất. Ở buôn này dân đã bỏ đi, để lại chó gà có đến mấy chục con. Ban đầu thấy người chúng ríu rít quanh quẩn đòi ăn cũng rất vui, nhưng sau mấy ngày cứ vãn dần. Tôi đâm sinh nghi rồi lặng lẽ theo dõi. Và một buổi tối đến tầm 2 giờ sáng, quan sát phía hầm đặt khẩu cối 82 của B2, thấy có ánh lửa. Tôi lần xuống, phát hiện siêu nước đang sôi. Thằng Dũng Bom ngồi bên cười hề hề: "Bọn em đun nước uống ấy mà." "Nhưng tao ngửi thấy mùi thịt gà." Dũng cúi mặt không nói gì. Tôi dấn luôn: "Chín chưa? Cho tao làm một miếng." "Hoan hô đại đội trưởng! Đại đội trưởng muôn năm!" "Thế chứ lị!" Dũng phấn khởi hẳn lên. Chào ôi, chưa bao giờ tôi được ăn miếng thịt gà ngon như vậy. Có lẽ ăn vụng thì cái gì cũng ngon. Chiến đấu xong xuôi còn nhắc: "Phải biết chùi mép đấy nha. Đừng để mấy thằng phái viên đi cùng, nó phát hiện đấy. Rồi kỷ luật cả lũ." Tình hình mặt trận chuyển biến mau lẹ. Sau ngày 7 tháng 1 giải phóng Phnom Penh, ta đã chuyển tư tưởng từ chỉ đạo ban đầu là đánh sang rồi rút, để rồi tiếp tục tấn công, giúp bạn giải phóng toàn bộ đất nước Campuchia khỏi bàn tay của bè lũ diệt chủng Pol Pot, Ieng Sari, giúp lực lượng nổi dậy của bạn thành lập chính quyền mới. Những ngày này trên vùng Đông Bắc Campuchia, các đơn vị của quân khu 5 đang làm tiếp công việc bình định, làm sạch địa bàn, giúp bạn hình thành và ra mắt chính quyền cơ sở huyện, xã. Một số đơn vị của sư đoàn 2 bộ binh đã hoàn thành nhiệm vụ tăng cường cho quân đoàn 4, giải phóng thủ đô Phnom Penh, nay cơ động về lại quân khu và đã dần sang để thay thế cho các đơn vị của sư 309, để sư này lật cánh chuyển sang hướng mặt trận Tây Nam. Sư 315 của quân khu 5 mới được thành lập, đang cùng sư 307 tấn công giải phóng nốt tỉnh cực Tây Bắc Campuchia là tỉnh Bromia. Bộ đội dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong của các tỉnh quân khu 5 cũng đang được tổng động viên dồn sang để giúp bạn đảm bảo an toàn hành lang phía sau cho các đơn vị phía trước tác chiến.